Alo, chào mọi người. Sớm à. À, chào anh David Lê. Nghe nhạc cả đã. Chào quý vị. Quý vị nghe rõ không? Có nghe nhạc được không? Trả lời cho biết. Vâng, xin chào anh Văn Phú. Chào anh Việt, xin chào. Ta đợi vài phút nữa. Đúng là mọi người vô đây. Chào anh Đại Dương, chào anh Bảo Bình. Đợi tí cho mọi người đi vô đã, khá còn sớm.
đợi độ 3 phút nữa thì chúng ta bắt đầu. Quý vị nghe rõ không? Chát lên. Ta nghe xong cái bản nhạc này thì ta sẽ bắt đầu. Tôi biết
Vì chiều hôm nay rất gió vì cuộc sống của tôi ở trong đó. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Công phan đời dặm xưa thơ. Đề tài hôm nay hấp dẫn lắm nha. Chú ơi, đề tài kia, anh Nguyễn Bảo Hưng, Bảo Hoàng. Đề tài này rất là hấp dẫn và cần cho thế hệ trẻ phải biết để né tránh, đừng xa bẫy. Rồi, bây giờ ta bắt đầu nói chuyện. Thế ai mà nghe không rõ thì chat lên cho biết, là vì máy móc lắm lúc thì nó chạy tốt, lắm lúc thì nó chạy không tốt. Thì hôm nay chúng ta nói một cái đề tài biến động chính trị trên đất nước Việt Nam từ ngày 16 tháng 8 năm 1945 cho tới ngày 19 tháng Chạp năm 1946. Tức là trong vòng có 16 tháng mà tình hình nó thay đổi bất ngờ, đổi trắng thay đen và người dân không có mạng sống bị đe dọa. Và đó là cái nguyên nhân mà đưa đến cái thảm trạng ngày hôm nay. Mà cái nguyên nhân thì nó cũng vớ vẩn lắm. Tại vì mình không biết cách hành xử. Vậy thì đây là một cái bài học rất quan trọng cho thế hệ ngày hôm nay. Là vì các bạn đang ở cái thế trên đè dưới búa, cá nằm chốc thớt giữa chiến trận Mỹ Trung. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chống đỡ cái chiến trận này. Vì vậy chúng ta hãy coi xem cái khờ khạo của thế hệ 45 ra làm sao và cái lưu manh của Hồ Chí Minh nó như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng gặp cái trường hợp tương tự như vậy. Chúng ta có nên chọn người tài lãnh đạo đất nước để tránh cuộc chiến tranh, hay chúng ta chọn Tam Đại Bần Cố Nông để nó dắt chúng ta xuống hố? Đó là cái đề tài nó rất là quan trọng. Và nếu mà bạn nào mà không hiểu rõ thì cứ chat lên hỏi, tôi sẽ trả lời. Đây là một sự thật mà dưới mắt nhìn của tôi chứng kiến. Tôi không thêm, không bớt, không... Tôi chỉ là vì cái mục đích của mình giải quyết vấn nạn thì mình phải biết sự thật mình mới giải quyết được. Chứ mình nói một cách tuyên truyền nó trắng đổi đen, nó đen đổi trắng thì không thể nào giải quyết được vấn nạn hết. Chết vẫn chết. Cái vấn đề chính là làm sao bảo toàn sinh mạng của Tổ quốc đó. Vâng, chủ đề là biến động chính trị đó. Chú nói trễ rồi, tại sao lại trễ? À, thôi được rồi, cứ nói ra. Thế trước hết là hôm nay là cận Tết, thì tuần sau là ngày 12 tháng 2, thì là ngày Tết, thì tôi xin phép được nghỉ một ngày. Là vì ở bên Pháp cũng như ở Việt Nam, đồng bào đi coi Tết mình có nói cũng chẳng có người ta nghe, và người ta cũng nghe đúng mùng một Tết, người ta phải cúng ông bà ông vải, người ta không có thời giờ để nghe. Vì vậy xin nghỉ một ngày trong một năm thôi, chứ không dám lợi dụng. Kỳ sau chúng ta sẽ nói tiếp về, cũng là lịch sử đó, nói tiếp cho là ngày 19 tháng 2 năm 2021. Và ngày hôm sau là ngày 20 thì có bạn đang sửa soạn cái ngày quốc lễ, thì xin quý vị dành cái thời giờ đó mà lắng nghe nói về hào khí dân Việt dưới thời Tây Sơn. Cũng dân tộc đó, tại làm sao ngày hôm nay chúng ta lại mất hào khí? Thì mục đích là lấy lại, khơi động lại dòng máu Việt trong con người Việt để mình trở về với cội nguồn. Biết đâu là phải, đâu là trái thì mình mới biết đường hành động được.
Thì đó là một cái thông báo sơ khởi. Nó như vậy thì bây giờ tôi xin được nói ngay vào cái vấn đề. Tôi đưa tất cả quý vị trở về cái thời điểm 1945. Có mấy tháng thôi. Nó biến động như thế nào? Thì cũng phải nói sơ qua trước 1945 đó thì là mình nô lệ Tây. Cấm hoạt động chính trị. 95% người dân mù chữ. Người dân thì được theo học cái mái trường thực dân Pháp. Có tinh thần vọng ngoại và vong nô. Giống như ngày hôm nay dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, chúng ta có tinh thần vọng ngoại vong nô. Nếu cần đẻ ra một học thuyết để cứu người dân tộc tại lần sau chúng ta không đẻ ra. Mà chúng ta phải đi nhờ Mác Lê đẻ giùm. Và cái chủ nghĩa Mác Lê nó thích hợp với người, nó đâu có thích hợp với chúng ta, và nó có thích hợp một phần. Không thể nguyên con mà mang về áp dụng một cách mù quáng. Thì cái đó là cái nhục cho dân tộc. Nhất là dân tộc Việt, tổ tiên chúng ta có học thuyết rõ ràng. Tôi đã giải thích cả trong cái phần đầu. Học thuyết Rồng Tiên. Rồng Tiên là một học thuyết căn bản của khoa nhân văn Việt tộc, tức là khoa học làm người Việt. Thì bây giờ tôi không nhắc lại nữa. Các sử gia của chúng ta không đọc được tư tưởng người xưa, thành ra không biết. Ngày hôm nay tôi chỉ cách đọc đọc được rồi, quý vị đọc được, mà chúng ta phải phấn khởi lên. Chúng ta phải sáng tạo ra tất cả những cái gì cần cho nhu cầu của mình, không ăn cắp ai hết, không ăn cắp Mỹ, không ăn cắp Nga, không ăn cắp Tàu. Tự mình bảo vệ sự sống của mình, đó là cái phương châm mà tổ tiên chúng ta đã áp dụng và đã thành công. Và ngày hôm nay cái lớp văn hóa thuần Việt cũng đi theo con đường đó. Người Việt bảo vệ lấy tự chủ của mình, không trông chờ bất cứ một ai. Chúng mình yếu, yếu về vật chất, yếu về đất đai, yếu về dân số, nhưng chúng mình không yếu hèn về tinh thần. Chúng mình kết hợp được thì chẳng thằng nào nó đánh được mình hết, thằng Mỹ cũng sợ. Bom nguyên tử của Mỹ, của Tàu không đáng để chúng ta sợ bằng sự mất tâm Việt và hồn Việt trong con người Việt. Đó là cái phải nhớ. Thì dưới thời nô lệ Pháp thì mình cấm không được làm chính trị, cấm không được hoạt động văn hóa, cấm đủ mọi thứ. Cấm tập họp 3 người, giống như Việt Cộng ngày hôm nay cấm. Hơi một tí thì ông bảo là âm mưu lật đổ chế độ. Thế mà quên rằng người vì người sống thì có quyền, đất nước là của toàn dân và toàn dân được quyền lật đổ chế độ nếu chế độ không đáp ứng được nhu cầu của mình. Do đó đầu năm 45 mình bị chết đói. Tại làm sao có nạn đói tôi đã nói rõ rồi. Nó chết trên 1 triệu người. Do đó khi Nhật đảo chính Tây là ngày mùng, quý vị nhớ 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 cái ngày đó. Nếu không nhớ thì phải lấy giấy ghi. Lấy giấy ghi ra cái ngày đó quan trọng. Học sử mà không có biết ngày thì mình không biết cách để chống đỡ. Thì đầu năm 45 đó chết đói. Trong có mấy tháng ấy, chết trên 1 triệu người. Tức là từ tháng 2 năm 1945 tới tháng 5 năm 1945, nói theo dương lịch đó, tháng 5 thì nó có vụ mùa rồi, thì sau đó lại chết no một, nó lại chết đói, ăn chết no nữa, thì cái chuyện chết tôi không có nói tới là vì tôi không đủ can đảm để nói, tôi sống ở trong đó, tôi biết, và cái ngày đói đó thì dân tộc chúng ta đã chứng tỏ cái tinh thần đùm bọc nhau rất cao độ, không phân chia giai cấp, không phân chia đẳng cấp hay chức vụ trong xã hội. Tất cả cùng phải ăn mới sống, vì vậy mọi người húp cháo để dành cái gạo đó cho người khác ăn cho tới ngày mùa, tức là ăn cầm hơi. Cầm hơi thì không làm việc được gì hết. Thì nghỉ cầm hơi thì ông quan, ông tỉnh trưởng, ông gì, ông vua cũng vậy, cũng giống nhau, cũng giống người dân. Không phải tôi là vua hay là tôi là tỉnh trưởng, tôi là ông quan nhà giàu thì tôi ăn no không có. Cái đó là cái tinh thần đùm bọc, không ai cấm người ta hết. Gia đình tôi cũng bị vậy. Mỗi ngày húp một tô cháo, tô lớn lắm. Xong nhịn suông cho tới trưa hôm sau.
uống nước chiều bữa, sống như vậy trong 3 tháng. Thì đó là cái tinh thần cứu đói, tinh thần đùm bọc đấy chứ đâu phải không. Dân tình, dân mình, nó có danh từ đồng bào là cùng một bọc mẹ mà ra. Chúng ta thương yêu nhau, chúng ta đùm bọc nhau, con no cùng no, con đói cùng đói. Thì cái đó không thể nói rằng dân mình phân chia giai cấp hay phân chia chủng tộc, là vì người Việt là sự tập hợp của nhiều sắc tộc, chứ không phải là một thuần chủng. Ấy thế mà ông Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 khi ông cướp được chính quyền thì ông phát động phong trào đấu tranh giai cấp. Nó mới, tức là anh em đâm chém nhau vì ghen ăn, vì ghen trước. Nó mới đưa đến cái thảm trạng ngày hôm nay. Ông ta còn ca tụng là tam đại bần cô nông lãnh đạo. Tổ tiên mình không bao giờ quan niệm vậy. Ai ở đâu, giỏi đâu thì làm việc đó. Việc nước là việc chung. Nước phải có người tài lãnh đạo. Tam đại bần cô nông lãnh đạo chỉ có nát nước, chỉ có mất nước. Đó đó là cái nhìn mà tất cả quý vị, dù theo Cộng sản hay không theo Cộng sản, thì cũng không thể tránh khỏi cái nguyên lý đó. Muốn đất nước phát triển thì phải có người tài lãnh đạo. Còn theo tam đại bần cô nông, chí phú điệu hào, đào tận gốc, chóc tận rễ, thì nước chúng ta toàn những thằng ngu sống với nhau. Thì một ngày nào đó sẽ mất, mất nước. Đó là nguyên lý thiên nhiên. Chúng ta đừng theo cái nguyên lý đó. Đó, nhưng mà bất hạnh là dân tộc chúng ta nó rơi vào cái thảm trạng này. Thì cái ngày 9 tháng 3 năm 1945 thì người Nhật đảo chính người Tây, trao trả độc lập cho đất nước Việt. Lúc đó là Hoàng đế Bảo Đại. Hoàng đế Bảo Đại ngày trước là vua Bù Nhìn Thiệt. Muốn làm nó không cho làm. Ông là cái con người thương nước yêu dân. Ông không yêu cái ngôi vị của ông ấy. Nhưng mà bắt buộc thì ông phải làm. Ông đứng mũi chịu sào. Nhớ rằng Bảo Đại là một tên tù từ 10 tuổi cho tới ông Diệm giải phóng cho mới ra được. Tức là ngày 26 tháng 10 năm 1946 thì ông Bảo Đại lúc bây giờ mới được sống yên thân. Còn trước đó là thằng tù. Phải nhớ cái khổ của người ta vậy. Đừng chửi can, cắn bậy. Ông ta không làm cái điều gì tổn hại cho đất nước. Vì đặt ông ấy lên chỗ đó thì ông phải làm. Thì chừng nào Bảo Đại thì chúng ta sẽ phân tích sau. Thì ở đây tôi chỉ nói rằng là những người nào mà đừng có vu vạ cho người ta. Khi không tự mình đặt ra những điều mình vu vạ, chính mình mới là cái người xấu. Chứ cái người bị vu vạ người ta không có xấu tí nào hết. Thì Bảo Đại nó trả độc lập cho ông vào ngày 10 tháng 3 năm 1945, tức là ngay sau cái cuộc đảo chính đó. Thì lúc bây giờ ông bỏ hết tất cả các thú ăn chơi, đĩ điếm, cờ bạc, đá banh gì hết. Ông lo cho việc nước mà lo không xong. Là vì quanh ngài có ai đâu. Ngài bảo kiếm ông Ngô Đình Diệm thì Nhật nó không bằng lòng. Ngài bảo rồi người mang ông Cường Đệ ở bên Nhật thì Nhật nó bảo kiếm ông ra thì nó ép mà phải dùng ông Trần Trọng Kim. Ông Trần Trọng Kim lúc bây giờ là người tù đang bị đày ở đảo Côn Sơn vì muốn khai phóng dân trị. Thì ông Trần Trọng Kim về thì ông ta cũng không có muốn làm, là vì ông ta là một học giả. Ông ta không biết gì về chính trị và tình hình đất nước rất là nguy khốn. Thì ông Bảo Đại mới bắt ông ấy, mới khuyên ông ấy rằng ngài vì nghĩa mà đi ra đi. Đừng để cho thằng Nhật nó thống trị, nó khổ dân mình lắm. Do đó chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập vào đầu tháng 4 năm 1945. Đó, mà trong chính phủ Trần Trọng Kim đó thì có rất nhiều cán bộ Cộng sản. Mà anh em vẫn nghĩ rằng dầu sao là người Việt đó, Cộng sản hay chẳng Cộng sản, thì nó cũng nghĩ đến đất nước. Đó là cái hớ. Chúng ta không phân biệt quốc cộng, chúng ta không phân biệt giai cấp, nên chúng ta bị lừa.
bị cộng sản, nó không phải là người Việt, nó là người Việt mất hồn. Thành ra là trong đó nó có nhiều cán bộ cộng sản, thì trong đó cái cán bộ mà nó hăng hái nhất là Phạm Ngọc Thạch. Thì đấy, chúng ta biết là trong cái chính phủ đó, thì cái chính phủ đó thì bây giờ phải độc lập. Ông Nhật ông chỉ cho mình độc lập ở miền Bắc và miền Trung, còn miền Nam nó là thuộc địa của Tây, là vì tự Đức đã ký cho Tây rằng là miền Nam là đất của Pháp, những người sinh đẻ ở miền Nam là người có quốc tịch Pháp, họ theo một quy chế khác. Còn ngoài Bắc theo quy chế bảo hộ, trong Trung theo quy chế giám sát. Có vua đấy, vua mình chỉ có vẹn vẹn cái miền Trung chứ không có miền Bắc. Miền Bắc thì đã có ông Tây, ông ấy bảo hộ, tức là bảo vệ dùm mình. Nên nó có cái nhiều luật lắm, thì tôi không nói cái luật ở đây. Thì cái này nó phải học cái luật Bắc Tân Nốt, cái luật Tự Đức Ký vân vân, Phan Thanh Giản thì lúc giờ nó lại là cái chuyện khác. Thì mình không có nói đây, mình không có cái nhu cầu đặt cái quay lại cái chuyện đó. Thì mình chỉ biết rằng là khi ông ấy trả độc lập thì chính phủ Trần Trọng Kim thiếu người. Đến huyện trưởng không có, tỉnh trưởng không có, quân đội không có. Nó giao cho cả một cái cảnh sát công an mình cũng không có người chỉ huy. Phải nói rõ như vậy. Và ngoài Bắc thì có ông Khâm Sai là Phan Kế Toại. Phan Kế Toại thì ông chỉ là một người thư ký ở phủ toàn quyền. Ông không có biết chính trị và ông cũng xin tử nhiệm. Nhưng ông Trần Trọng Kim bắt ông ấy phải làm thì ông ấy làm. Thành ra là trước các cái biến cố lịch sử đấy, ông không biết đằng nào ông lần hết. Con ông cứ nói rằng con ông ấy là cán bộ cộng sản mà thì tự nhiên ông theo, không có cái đó, cái chuyện đó hoàn toàn không có, con khác mô khác ạ. Hồi đó cán bộ cộng sản chạy trốn như chuột, đâu dám nói với bố. Nhật nó bắt ạ. Thành ra là đừng nghe cộng sản nó nói rằng con làm cộng sản thì bố làm cộng sản. Thế tại sao bố không phải là cộng sản mà con lại không từ bỏ đảng cộng sản? Thiếu nhiều người từ bỏ đảng cộng sản đi theo về với gia đình như thế, không nói. Thành ra là cái lý luận đó thì là đầu óc mình bị đầu đầu đấy. Ai đi phần đó à? Con võ nguyên giáp nó đâu có theo võ nguyên giáp. Đó, thành ra là chúng ta đừng có cái lý luận sai là mà chúng ta bị mê hoặc bởi cái chỗ đó. Thế mà khi thành lập chính phủ rồi đó thì người Nhật bảo anh lập quân đội đi, tôi hỗ trợ, tôi cho súng đạn và tôi huấn luyện cho, để quân của tôi sang Philippines đánh Mỹ. Nhưng Phạm Ngọc Thạch không đồng ý. Thành ra chính phủ Trọng Dụng Kim không có bộ quốc phòng chung của Nhật. Vì vậy khi Nhật nó đầu hàng Mỹ đó, nó trao cả kho súng cho mình không có người nhận. Nó phải vứt đi, nó không giao Việt Minh mà nó vứt xuống sông. Thay vì nó giao cho mình thì giao cho Mỹ thì nó giao cho mình chứ nó đâu có trao quân lương quân dụng gì hết, vẫn chẳng được hưởng cái gì hết cả, tại vì có cái cuộc nổi loạn của anh Hồ Chí Minh. Nếu để chính phủ Trần Trọng Kim mà nếu mà thành lập quân đội lúc bây giờ thì mình tiếp thu được tất cả những các cái tài sản, súng đạn, quân lương, quân cụ của Nhật, thay vì nó trao cho Mỹ, nó trao cho mình. Một cách rất là dễ dàng. Và cuối cùng, anh Việt Minh làm sao mà nó không giao cho anh ấy? Thì cái đó thì mình sẽ nói sau, tôi chỉ nói cái hiện tượng. Thế thì nó cũng xui cho mình. Một dân tộc mà nô lệ vừa đi ra làm sao mà đứng vững được. Giá chiến tranh Nhật đã kéo dài độ vài năm thì mình chỉnh trang hàng ngũ được. Khi Nhật đầu hàng mình không bị cái thảm trạng đó. Nhưng oái oăm thay là ông Mỹ có bom nguyên tử. Ông phải chấm dứt chiến tranh. Là vì ông ấy đánh chiến tranh ở miền Đông, ở bên Âu Châu đã mệt rồi. Và cái chiến tranh đó tôi cũng đã nói rồi. Tại làm sao Mỹ lại tránh muốn nghỉ sau cái đệ nhị thế chiến và Nga lại muốn Mỹ lâm chiến, nó cũng có lý do mà tôi nói rồi, nó về lý do thế giới.
Thì nếu mà ai mà không hiểu thì tôi sẽ nói lại, chứ cái đó nó cũng dài lắm. Nó phải nhìn rõ thì mình mới thấy được. Thì ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945, ông Mỹ thả một quả bom nguyên tử ở Hiroshima, kêu gọi ông Nhật đầu hàng. Ông Nhật nhất định không đầu hàng, nghĩ rằng cái thằng Mỹ này nó chỉ có một quả bom thôi, nó thả nó hết rồi, mình còn sức còn chống, mới lại cái danh dự của người ta nó nhiều lắm. Thế mùng 9 tháng 3 nó thả một quả nữa ở Nagasaki. Thế thì lần này Nhật cũng tính mới bàn, người thì bảo không, người thì bảo có. Thì cuối cùng là ông Nhật Hoàng quyết định chịu nhục, lên đài phát thanh tuyên bố người Nhật xin đầu hàng người Mỹ. Còn không thì ngày hôm sau là ngày 12 ăn thêm một quả bom thứ ba. Thì khi mà tuyên bố đầu hàng đó thì ông phải bảo lính Nhật phải án binh bất động, không được mở các cuộc hành quân, và người Mỹ cũng thôi tấn công. Thì phải sửa soạn để ký giấy. Thì ngày 15, tức là từ ngày 11 đến ngày 15, 4 ngày sau, thì ông Nhật Hoàng muối mặt leo lên hạm đội Mỹ ký giấy đầu hàng vô điều kiện. Có mỗi một chữ thôi: tôi xin đầu hàng vô điều kiện, anh muốn cái gì tôi cũng làm. Nhưng mà anh Mỹ lúc đó anh mệt rồi, anh ấy quên mất là từ cái lúc đầu hàng đến lúc anh đến tức thế giới, nó có thể thay đổi chính trị ở các nơi Nhật đóng quân. Nên anh không bắt anh Nhật phải giữ an ninh và trật tự ở nơi mình đóng quân cho đến lúc người Mỹ đến tiếp thu. Anh chỉ nói tiếp thu vũ khí mà không nói tiếp thu chính trị. À, thế vì vậy thì anh Nhật Hoàng về mới hạ lệnh cho lính án binh bất động, chờ ngày hồi hương và trả độc lập cho dân tộc ở nơi mình đang đóng quân, tức là mình được độc lập. Người Nhật 16 người ta gọi sang để trao trả độc lập cho mình. Đó 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 là cái điểm nó xoay đó, sai một ly mà đi một dặm, chúng ta bị cái đó. Một bằng tớ rõ ràng là người Mỹ muốn cho mình độc lập chứ họ không có xâm lăng mình, là người Pháp, là De Gaulle lúc giờ đó xin quân đội Pháp được tước khí giới quân đội Nhật ở Đông Dương, tức là để tái xâm lăng, tái thuộc địa đấy. Thì người Nhật, người Mỹ không cho, tức là bảo chế độ thuộc địa hết thời, bây giờ phải chống với cộng sản. Vì vậy họ trả độc lập cho mình. Do đó người Mỹ mới bảo quân đội Tưởng Giới Thạch đi vào tước khí giới quân đội tàu, quân đội Nhật ở vĩ tuyến 16 trở lên, và người Anh tước khí giới quân đội 16 trở xuống, vĩ tuyến 16 trở xuống. Đó là mình đọc được cái tư tưởng người Mỹ đó, người ta không muốn người Pháp trở lại Đông Dương. Tức là người Nhật thì trao trả độc lập, mà người Mỹ thì cũng muốn rằng mình được độc lập. Đó. Thì về cái đường lối chính trị của họ thì mình thì biết là mình đã bỏ lỡ cái dịp đó, và dân mình bỏ lỡ rất nhiều dịp, chứ không phải cái đó mới là cái đầu tiên. Mà từ cái ngày đó đến nay mình bỏ lỡ không biết ba bốn dịp rồi, như cái dịp ngày ngày hôm nay mình cũng bỏ lỡ đây này. Đó. Thành ra là các thế hệ trẻ phải tham gia chính trị, phải hoạt động chính trị thì mới biết chấp thời cơ. Còn lơ là với vận mạng đất nước, lơ là với vận mạng của mình thì thời cơ nó tới không chớp được. Thì chừng nào mà nói chớp thời cơ thì tôi mới nói để chúng ta thấy dân ta đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp, và thế hệ của chúng ta cũng đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp. Ngay ngày hôm nay này mình bỏ lỡ đấy. Mình bỏ lỡ, chứ không phải là đáng lý mình lật đổ được thằng cộng sản rồi mà mình còn vẫn chưa lật đổ được là mình bỏ lỡ. Thế thì ngày 16 tháng 8 năm 45 thì ông Nhật trao trả cho ông Bảo Đại toàn thể đất nước Việt, trả luôn cả Sài Gòn miền Nam đó, trả cho ông Bảo Đại, tức là ông Bảo Đại được toàn quyền về nội trị cũng như về ngoại giao cũng như về quân sự, đủ mọi thứ. Người Nhật người ta không dính gì hết, cần cái gì thì người ta giúp, còn không thì thôi, người ta chỉ đợi ngày hồi hương.
Thì ông Bảo Đại có ngay ngày 16 đó, thì ông ấy gửi ông Nguyễn Văn Sâm thì phải, ông ấy Sâm đi vào sẽ để nhận chủ quyền ở Nam Việt Nam, ở Sài Gòn. Và ông Bảo Đại thì ông cũng không có khả năng làm cái gì hết. Ông có một mình mà ông nhìn thấy chính phủ Trần Trọng Kim không đủ khả năng để đáp ứng với thực ấy. Nên ông chỉ còn có cách là kêu gọi người dân. Thì chỉ có cách là nói rằng là toàn dân đoàn kết một khối để bảo vệ sự tự chủ. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải kết hợp dân tộc không kết hợp thì không bảo vệ tự chủ được. Tình hình chúng ta ngày hôm nay nó giống như cái tình hình năm 1947, năm 1946 mà nó còn nguy hiểm hơn. Thì ông ấy thảo một cái lời hiệu triệu. Và lúc bây giờ phải nhớ là không có phương tiện truyền thông, không có television, chỉ có đài phát thanh thôi. Và đài phát thanh thì chỉ có nhà giàu mới có radio, nhà nghèo không có. Đó. Thành ra là bắt buộc phải tập trung người dân lại một chỗ. Ở nơi đó thì chính quyền địa phương nhờ người Nhật làm cho loa phóng thanh, nhờ người Nhật bảo vệ an ninh trật tự cho chúng mình. Để 10 giờ sáng ngày 17, tức là ngày hôm sau đó, tập họp để nghe hoàng đế hiệu triệu bằng radio từ Huế. Đó là cái bản văn hiệu triệu đó. Thì đây bây giờ tôi đọc cái bản văn hiệu triệu này là rất buồn rằng là dân Hà Nội không được nghe. Đó, nó là vậy. Thì dân Hà Nội này tập họp ở trước nhà hát lớn, lính Nhật bảo vệ an ninh, đâu đó chúng mình nghiêm chỉnh lắm. Là vì có biết gì đâu, nó bảo làm sao thì mình thì làm vậy. Mình làm vậy thì nó bảo đứng nguyên thì mình đứng nguyên mình nghe. Thì đây là cái hiệu triệu của Bảo Đại. Việt Nam Hoàng đế ban chiếu số 105. Cuộc chiến tranh thế giới đã kết liễu. Lịch sử nước Việt Nam tiến tới một thời kỳ nghiêm trọng vô cùng. Đối với dân tộc Nhật Bản, chấm có nhiệm vụ tuyên bố rằng dân tộc ta có đủ tư cách tự trị và nhất quyết huy động tất cả lực lượng tinh thần và vật chất của toàn quốc để giữ vững nền độc lập cho nước nhà. Trước tình hình quốc tế hiện thời, chấm muốn mau có một nội các mới. Chấm thiết tha hiệu triệu những nhà ái quốc hữu danh và ẩn danh đã nỗ lực chiến đấu cho quyền lợi dân chúng và nền độc lập nước nhà mau mau ra giúp chấm để đối phó với thời cuộc. Muốn củng cố nền độc lập của nước nhà và bảo vệ quyền lợi của dân tộc, chấm sẵn sàng hy sinh tất cả các phương tiện. Chấm để hạnh phúc của dân Việt lên trên ngai vàng của chấm. Chấm ưng làm dân một nước độc lập hơn làm vua một nước nô lệ. Chấm chắc rằng toàn thể quốc dân cùng một lòng hy sinh như chấm. Trong cuộc chiến đấu mà ta cần phải đương đầu với cuộc tái hồi ngoại thuộc, toàn thể dân tộc Việt Nam chắc chắn là sự đắc thắng của công lý và nhân đạo và tin rằng chỉ có một nước Việt Nam độc lập mới có thể cộng tác một cách hiệu quả với tất cả các nước để gây dựng một nền hòa bình vững chắc ở hoàn vũ tức là toàn cầu. Thì cái câu này nói đúng và ông kêu gọi người dân cũng đúng. Thì ký là phụng ngự ký là Bảo Đại ban chiếu thuận hóa ngày mùng 10 tháng 7, Bảo Đại năm thứ 20 tức là ngày 17 tháng 8 năm 1945. Thì cái bản văn này các bạn có thể lên tra ở internet, tra ở Google để biết tình hình đó. Thì ở Hà Nội đó đã tổ chức sẵn sàng 8 giờ công chức được nghỉ việc. Nhớ là ngày ngày thứ sáu nhé. Công chức nghỉ việc và công chức đến nhà hát lớn cùng đồng bào
để nghe lời hiệu triệu của hoàng đế Bảo Đại phát thanh từ Huế, mà lính Nhật nó bảo vệ an ninh cho mình, và người Nhật người ta dựng loa phóng thanh cho mình, tất cả đều trong một Nhật hết. Thế đến 9 giờ khán đài xong xuôi thì mấy anh lên phá đám, anh ấy giật cả kẻ ly xuống, tức là quốc kỳ đó, anh treo cờ đỏ sao vàng rồi anh hoan hô đả đảo tung lùm. Anh không dám xưng anh là ai và anh không dám xưng anh ấy thuộc cái đảng phái nào, là về nếu xưng ra thằng Nhật nó bắt bỏ tù, nó bắt nó giết cũng có. Thì ở dưới này người dân thì khoái quá có biết gì đâu, từ trước đến nay không được tập họp, nay tập họp thì cứ hoan hô bảo đảm rồi thì làm om lên, thì thằng Nhật nó mới sợ, nó sợ rối loạn, mà rối loạn thì nó phải đàn áp, đàn áp thì chết người nó mang tiếc. Vì vậy sau cái vụ sau có mấy phút à thì người Nhật người ta bắt giữ an ninh đâu ở đó và người ta giải tán từ từ đi ra. Thế là hôm đó không có cuộc tập họp, ngày đó không gọi là biểu tình mà gọi là tập họp. Thì anh Việt Cộng mới mới đánh lừa con đen nhập nhằng, kêu là đó là biểu tình công chức ngày nghỉ làm sao được biểu tình, công chức làm gì có công đoàn, mà hôm đó là hôm làm việc công chức làm gì có đài phát thanh, có loa phóng thanh, công chức làm sao nhờ người Nhật người ta giữ an ninh được. Thì đó là một cuộc xảo trá, và tôi cần phải vạch mặt rõ ràng cái xảo trá của anh Việt Cộng. Và đồng bào đừng nghe công chức biểu tình mình phải suy luận, độc lập có rồi, thống nhất đất nước có rồi, lãnh đạo có rồi, vậy mình đòi cái gì bây giờ? À, tất cả mình có hết, không cần phải đánh, tức là bất chiến tự nhiên thành, tức là bị phá đám. Thì cái phá đám nó là cái sảy này, cái Úc. Thì các anh ấy hẹn ngày 19 tháng 8 năm 45, tức là 2 ngày sau ngày Chủ nhật, mời đồng bào đến đây để nghe huấn thệ của cách mạng, mà cách mạng nào không thể nói đó. Thì sau khi giải tán ấy, thì hôm đó anh ra cái tờ báo cứu quốc số 1 ngày 19 á, anh ra ngày tờ báo số 1. Thì khi mà anh ấy về anh ấy phải họp, là vì lúc bây giờ Trung ương ông Hồ Chí Minh ông ở Tân Trào mà ông đâu đâu ở Hà Nội, mà Hà Nội là cán bộ Việt Minh tự động mình làm ấy chứ đâu có ai sai khiến gì, phá đám cái đã gây thối lắm đó. Thì anh ấy về anh chưa biết ngày 19 ấy phải làm cái gì, thì anh ấy phải lên kế hoạch, anh ấy liên lạc với Tân Trào. Thì ngày 19 anh ấy lên được kế hoạch rồi, kế hoạch anh cũng chẳng có cái gì hết, là vì súng không có, đạn không có, người thì ít, thì tất cả các đảng viên ở nơi khác về tập trung Hà Nội, cộng với cái đám lâu la thích đập phá nó, mượn nó vào nó giữ an ninh trật tự, sáng sớm gọi người đi họp đi ra tập trung, nhưng mà đi vào rồi thì không không đi ra được nữa. À, thế thì lúc bây giờ đến anh treo cờ đỏ sao vàng lên, anh ra tờ báo cứu quốc số 1 vào ngày 19 tháng 8. Thì anh ấy cũng viết một tờ báo, nói là báo thì không phải, đấy là cứu quốc là cơ quan ngôn luận của mặt trận Việt Minh, mặt trận chứ không phải đảng nhé, cơ quan ngôn luận của mặt trận Việt Minh. Thì các bạn ở trong nước có thể tra cứu cái đó xem nó nói cái gì vào cái ngày 19 tháng 8 đó. Thế mà khi người dân đi vào nó thì là cho có đông người thôi, và lúc giờ không cần Nhật nó bảo vệ an ninh nữa, là vì mình giữ an ninh được, anh ấy giữ an ninh được, cái đó cũng giỏi, anh ấy tổ chức cũng giỏi, thành ra người Nhật không không phải lo an ninh. Nhưng mà cái đoàn của anh ấy là cái đoàn đi đập phá, anh vào công sở anh phá hết, anh ấy lấy hết hôi của được cái gì thì lấy cái đó, anh hôi của công sở chứ anh không hôi của nhà dân. Thì nó giống như cái ngày 30 tháng 4 năm 75 ở Sài Gòn, quý vị nào ở Sài Gòn thì biết, nó lấy từ tập giấy trắng, lấy từ cái ra thủ đường, nghĩa là có cái gì nó lấy cái đó, tức là phá phách đấy. Thì ra đó nó thành hỗn loạn. Từ cái ngày 19 ấy, thì anh ấy về tối anh ấy ra một cái là thành lập Ủy ban Cứu Quốc.
Mà cái tờ báo cứu quốc ấy thì cũng không thấy nó đèn một địa chỉ rõ ràng, không thấy liên lạc gì hết. Và anh là ủy ban cứu quốc mà, ủy ban cứu quốc nó chỉ có mỗi cái tên, nó không có người, nó không có cương lĩnh và nó cũng chẳng có mục tiêu đấu tranh cái gì hết, và nó không có địa chỉ luôn. Là vì anh để ra thì thằng Nhật nó tung khổ, thành ra người ta cũng không biết ủy ban cứu quốc là của ai. Thế thì ngày 21 anh lộng quyền, anh vào Hà Đông, anh cũng làm y chang như vậy. Nhưng mà Hà Đông lúc bây giờ có quản dưỡng là người của Việt Quốc, nó trả hàng thì nó bắn anh chết, thành ra là anh không cướp được. Thì thấy tình hình nó thành ra rối ren, nó mất an ninh thì người Mỹ người ta mới bảo người Nhật là bảo vệ giữ gìn an ninh và trật tự và bảo vệ nhà vua, tức là hoàng đế một đại đó. Đó thì lúc giờ người Mỹ người ta mới thấy rằng là người ta hứa ở cái chỗ cái hiệp định đầu hàng vô điều kiện đó, người ta quên không để cái đó. Thì vào trình độ ở Huế, bây giờ lại nói là Huế, ngày 21 ở Huế thì có nội các Trần Trọng Kim, tức là chính phủ Trần Trọng Kim họp thường xuyên ở đó để làm việc, là vì việc nó nhiều lắm mà anh em làm việc thì cũng không có nhiều khả năng, phải nói vậy thì nó đúng. Thì chừng độ 3 giờ chiều thì có một đại tá Nhật đó, yêu cầu bảo đại ký cho nó một cái sắc lệnh bảo vệ an ninh và trật tự cùng sinh mạng và tài sản của nhà vua cũng như toàn thể đất nước để nó thi hành. Nó như sức thi hành à, ký một cái thì nó thi hành ngay. Nhưng ông bảo đại lại nghĩ khác, ông ấy thương dân yêu nước, ông bảo có loạn rồi thì ai lãnh đạo cũng được, miễn là người Việt, bây giờ nhờ nó vào thì nó lại giết người mình. Thì ông bảo đại xin cảm ơn và ký sắc lệnh chúng tôi tự lo lấy. Đó là cái tinh thần khờ khạo của nhà vua, là vì nhà vua cũng không có biết gì hết, tất cả cái gì xảy ra ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung ông không biết hết, ông chỉ biết quanh ở Huế. Một lãnh đạo mà như vậy thì là lãnh đạo mù. Thì cái nội các nó biết. Thì mà khi giải tán lúc 5 giờ chiều đó thì nó bắt cóc anh này, nó không cho anh nữa. Nó bắt cóc bằng cái nào thì tôi không biết, nhưng chỉ biết ngày hôm sau nữa cũng không thấy một ai đến họp cả. Thì đến đùng một cái sau khi giải tán, sau khi tan sở vào độ 7 giờ tối thì ông Bảo Đại nhận một cái điện văn, điện tín Telegram, hồi giờ hồi Telegram là nhanh nhất ở Hà Nội, do Ủy ban Cứu Quốc đánh vô yêu cầu ngài thoái vị. Có vậy thôi, tình chiếu theo tình hình hiện tại yêu cầu ngài thoái vị, thoái vị mà không có trong quyền ra em. Thì ông Bảo Đại mới giữ cái điện văn đó lại hôm sau để hỏi ý kiến của nội các. Thì hôm sau không ai tới cả, hôm sau nữa không ai tới, tức là ngày 23 không ai tới. Thì ông ấy cũng đánh một cái điện văn gọi là hú hỏa gửi cho Ủy ban Cứu Quốc mà không có địa chỉ, vào Huế mà nhận chiếu thoái vị. Ai thế mà nó không tới nơi đấy, không biết nó tới bằng cách nào, ông bưu điện thiệt hay bưu điện giả thì mình không có biết. Nó thông tin cho nhau cũng giỏi. Thì ngày 24, trưa ngày 24 thì có Cù Huy Cận và Trần Huy Liệu. Cù Huy Cận là đảng viên Cộng sản chính gốc, Trần Huy Liệu là đảng viên Việt Quốc mà lỡ đi theo Việt Cộng thì nó cũng giết hết. Sau vụ đó nó cũng giết anh, không thấy tên Trần Huy Liệu đâu hết. Sau đó nó cho làm tổng trưởng Bộ Thông tin, và sau đó thì Bộ Thông tin nó thay, mình cũng chẳng biết đấy. Trần Huy Liệu không không thấy xuất đầu lộ diện hay là nó thủ tiêu rồi thì tôi cũng không có rõ. Thì Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận trưa ngày mùng 24 thì vào trong Huế để cùng Hoàng đế Mẫu Đại soạn chiếu thoái vị. Trong chiếu thoái vị đó thì chỉ có ông ấy nói rằng ông ấy bất lực trước tình trạng này vì ông xin thoái vị, chứ ông không trong quyền ra hết. Ông đọc giữa ngày đúng ngọ ngày 25 tháng 8 năm 1945. Thế là kể từ lúc đó trở đi,
nước Việt mình vô chủ. Nhưng mà anh Trần Huy Liệu và Nguyễn Cận thì yêu cầu bỏ đài làm cố vấn chính trị, mà nó yêu cầu sự thực nó bắt thì Bảo Đại cũng phải theo, tức là Bảo Đại bị cầm tù từ cái ngày hôm đó. Thế còn cái vụ Bảo Đại vượt ngục nữa thì tôi sẽ nói sau, tại là sao Bảo Đại lại phải vượt ngục, nó có lý do, nó có lý do. Thành ra là cái chuyện Bảo Đại vượt ngục mình nói sau, không phải một mình ông mới vượt ngục được, phải có nhiều người. Thế trở về Hà Nội thì ông cũng bị cầm tù rồi. Thì lúc bây giờ các anh Hồ Chí Minh đó, tức là anh Đảng Cộng sản mới lại loay hoay, không biết làm sao để nắm chính quyền đấy. Nếu nắm chính quyền thì anh phải tổ chức trưng cầu dân ý, xem anh thích chế độ nào. Mà muốn tổ chức trưng cầu dân ý thì trước hết phải lập quốc hội lập hiến, người dân đi bỏ phiếu. Mà ai tổ chức quốc hội lập hiến? Không có. Nước vô chủ rồi, là ai tổ chức nó vậy? Tức là cái hố của anh Việt Cộng ở chỗ đó. Vì vậy anh mới đẻ ra cái ngày gọi là tuyên thệ độc lập trước bàn thờ Tổ quốc. Tuyên thệ nhé. Độc lập trước bàn thờ Tổ quốc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Hình ảnh còn đó đó. Thì các bạn có thể dở ra chứ, chứ tôi không có phịa ra cái gì hết. Tôi không có phịa. Thì cái báo cứu quốc nó nói, hỏi tôi đọc mà. Mời đồng bào sửa soạn đến tham dự lễ tuyên thệ độc lập trước bàn thờ Tổ quốc. Thì cái trước bàn thờ Tổ quốc lúc bây giờ là cái danh từ mới, không ai nói bàn thờ Tổ quốc hết. Từ xưa đến nay, lúc bây giờ tôi 12, 13 tuổi rồi, tôi chẳng biết gì về chính trị cả, nhưng ít nhất là tôi cũng đọc thông viết thạo. Nhưng là con nít thì không dám nói. Tôi bảo Tổ quốc là nước của Tổ, là bàn thờ là thờ người chết. Đất nước mình còn đó đâu có chết, mà thành ra bàn thờ Tổ quốc. Đúng ra phải gọi là bàn thờ anh hùng liệt nữ hồn thiêng sông núi. Thế tại hồn thiêng sông núi là cái gì thì tôi đã giải nghĩa rồi. Nó là cái suy nghĩ của người Việt ở cái thời đó, nó như vậy. Đúng hay sai, ta không bàn tới. Người ta nghĩ như vậy thì mình phải tôn trọng cái sự nghĩ của người ta. Và cái tuyên thệ đó là ông ấy định rằng là Bảo Đại trao ấn kiến cho ông ấy và trao quyền cho ông ấy. Rồi ông ấy thề thốt trước anh linh liệt nữ và hồn thiêng sông núi lại trung thành với đất nước. Đó là lễ trao quyền và đồng thời cũng là lễ nhậm chức luôn, thì nó mới thành chính thống. Nhưng ông Bảo Đại ông biểu là các anh đã bảo tôi thoái vị rồi thì ngày hôm nay tôi còn cái gì nữa đâu mà trao cho các anh. Vì vậy đâm lao thì phải theo lao, đã chót nói rồi thì phải tổ chức. Cũng có bàn thờ Tổ quốc, cũng có nọ kia. Nhưng mà anh Hồ Chí Minh lên đọc mình thôi, rồi biến nó thành tuyên ngôn độc lập. Đó, cái tuyên ngôn độc lập. Thế bây giờ đứng về phương diện pháp lý, mà nói thì tuyên ngôn độc lập, ông Phạm Quỳnh đã làm từ ngày mùng 10, 11 tháng 3 năm 1945 rồi, chứ là trước đó mấy tháng rồi, cần gì phải đọc lại. Thứ hai, anh ấy lấy tư cách gì để đọc tuyên ngôn độc lập? Hồ Chí Minh lúc đó là một tên vô danh tiểu tốt. Hồ Chí Minh chưa phải thành lập chính phủ, chưa trình diện ai hết. Thì anh chỉ có lấy cái tư cách cá nhân của anh ấy để anh đọc. Thì tư cách cá nhân làm gì có quyền đọc tuyên ngôn độc lập? Cái đó là cái rõ ràng. Và cái tuyên ngôn độc lập đó, cái bản văn của anh ấy là tuyên ngôn nhân quyền, chứ không phải tuyên ngôn độc lập đấy. Quý vị cứ đọc cái bản văn nó còn ở đó, chứ tôi không phải là được. Quý vị so sánh hai cái bản văn ấy, do giáo sư Phạm Cao Dương để trên Internet ấy, sử ra đấy, thì quý vị sẽ thấy cái lố bịch
của cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Và bây giờ quý vị xem cái hình đó đó, và xem cái báo Cứu Quốc mà nó đăng sau cái ngày đó, nó nói cái lễ tuyên ngôn độc lập nó như thế nào. Nghe còn giống mèo mửa. Thứ nhất, ông Bảo Đại không có mặt, không ai chứng nhận anh hết. Thứ hai, các nhân vật của triều đình Huế không có mặt. Thứ ba, các đại diện đảng phái không có mặt. Thứ tư, các hội diện hội đoàn cũng không có mặt. Thứ năm, các danh nhân cũng không có mặt, nhân sĩ không có mặt. Và thứ sáu là không một ai lên chúc tụng anh cái ngày hôm đó. Thì quý vị thấy cái ngày hôm đó nó có giá trị hay không? Quý vị nhờ cái ảnh ấy, thì quý vị thấy, quý vị tra trên mạng thì thấy ấy. Chứ nếu mà Hồ Chí Minh mà có người đàng hoàng ra là ngày, thì phải có người ta lên chúc mừng chính phủ của anh đã thành lập và anh thành công. Nhưng Hồ Chí Minh lại là một cái tên giả, tên thật đó có. Hồ Chí Minh tiểu sử không có. Hồ Chí Minh không hứa hẹn gì với người dân. Hồ Chí Minh không làm lễ nhận chức. Vậy Hồ Chí Minh đâu có phải đại diện của chúng ta. Và hơn nữa là Hồ Chí Minh lại lộng quyền tự động đổi danh xưng quốc hiệu là Việt Nam thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ai cho phép anh? Hồ Chí Minh lại kéo bỏ quả ly là quốc kỳ, và anh lấy cờ đảng là cờ đỏ sao vàng anh kéo lên. Thì chúng ta thấy tất cả các cái đó không thể nào chúng ta chấp nhận cái ngày mùng 2 tháng 9 là một ngày chính thống, là cái ngày quốc khánh. Nhưng mà vì anh đâm lao phải theo la đắt chót, leo lên lưng cọp rồi, thì anh phải ca tụng cái ngày đó là ngày đầu tiên của chính phủ Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam không có ngoại quốc và độc lập. Thế bây giờ chính phủ Trần Trọng Kim không phải là chính phủ độc lập à? Nhật đã trao trả hết rồi. Chính phủ Trần Trọng Kim không phải là người Việt Nam trong đó à? Có Tây nào trong đó đâu? Có Nhật nào trong cái chính phủ Trần Trọng Kim đâu? Chúng ta chịu khó suy nghĩ một tí thì chúng ta thấy ngay mà cái bôi bác của anh cộng sản Nam Đại Mình Quốc Công, anh ấy làm việc bắt đầu không tới đuôi thì không, vì vậy anh phải cả mũ lớp mình em, và anh phải tiêu diệt những thành phần trí thức. Ai mà nói thẳng chịu thật anh ghét lắm, như tôi nói người ta ghét lắm cả. Tôi ở trong nước thì nó mang tôi nó tùng xẻo, chứ đừng nói là cái ngày hôm đó nó, thấy không, nó bảo là phản tuyên truyền, dám nói là không. Thì mình thấy mà Hồ Chí Minh đã nói rằng là chí phú đều hào nào tận gốc chốc tận rễ, thì vậy là kẻ thù của anh Hồ Chí Minh là các giai cấp khoa học. Chí là đầu tiên, tức là anh có trí óc, anh biết cách suy luận, anh biết cách sống làm người. Anh phải sống làm khỉ thì anh mới là đồng bọn với Hồ Chí Minh, còn anh sống làm người thì là kẻ thù của nó. Chí phú địa hào đào tận gốc chốc tận rễ, cái đó nó mới nói đấy, tôi đâu có nói. Và nó cũng có nói rằng là chúng ta cướp chính quyền trong tay chính phủ Trần Trọng Kim, chúng nó đâu có giấu. Cướp là ăn cướp, là lấy cái không phải của mình. Chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ hợp hiến, còn anh là thằng cướp, anh không có hợp. Vì vậy chính phủ Hồ Chí Minh là chính ngụy quyền, là bạo chúa, là chính phủ thoái ngôi, rõ ràng. Thành ra là chúng ta phải đặt lại cái vấn đề ngày mùng 2 tháng 9 cho nó đúng với sự thật của lịch sử. Chúng ta là con người biết suy luận, chúng ta không phải là con vật bỏ sau nghe cũng được. Còn bé thì chúng ta chưa đủ óc suy luận, nhưng ngày hôm nay chúng ta đủ óc suy luận rồi, và tương lai của đất nước là nằm trong tay các thanh niên ngày hôm nay, chứ không phải nằm trong tay những ông già như tôi. Tôi lo là lo cho tương lai của các bạn, của các thanh niên, của thế hệ trẻ, lo tương lai cho con cháu của những người hiện bây giờ đang ủng hộ chế độ. Hãy suy nghĩ lại, mình ủng hộ cái gì mà nó có chính nghĩa dân tộc thì mình còn hãnh diện, còn ủng hộ bọn cướp thì mình cũng là
là chân tay của đảng cướp thôi. Đó, thì là cái ngày mùng 2 tháng 9. Thế anh ấy làm như vậy, anh ấy tưởng là chính phủ anh là xong, nhưng mà không ai công nhận anh hết. Vì vậy anh không hoạt động được. Anh không hoạt động được thì cuối tháng 9 anh mới hạ lệnh, anh mới ra một cái gọi là sắc lệnh. Anh có là chính phủ đâu mà cho sắc lệnh. Giải tán tất cả các đảng chính trị. Và anh ấy đổi cái đảng chính trị của anh ấy thành nhân hội nghiên cứu Marxist. Ai cho phép anh làm cái đó? Và đặc biệt là anh ấy bỏ ngoài vòng pháp luật của những đảng viên của đảng Đại Việt Quốc dân Đảng, tức là đảng công đảng vũ trước. Anh ấy làm toàn kết như vậy, nhưng mà vì anh ấy không có lực, anh ấy làm vậy thì người dân người ta ghét. Người ta ghét thì anh mới lại phịa ra một cái là tháng 10 tới tháng 6 anh làm tuần lễ vàng. Có bà Cát Thanh Long đó, mà cái biếu vàng ấy, thì biết nói rằng là tuần lễ vàng để mua vũ khí chống Pháp, mà Pháp nó tới đâu mà chống. Thằng mới có thằng tàu nó vào, nó tước khí giới quân đội Nhật vào chừng độ 20 tháng 9, thì cái thằng tàu đó nó lại được lệnh của thằng Mỹ là phải lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh thì khôi phục lại cái chính phủ mới, đợi nó vào nó tiếp thu rồi chứ nó tính sau. Là vì anh Mỹ nó có nhiều việc quá, nó làm không nổi, quá tải. Thế thì giờ anh Hồ Chí Minh mới sợ thằng tàu, thằng Mỹ thì nó đi với Tưởng Di Thạch. Tưởng Di Thạch thì đưa mấy Lư Hán, Lư Hán là coi cái quân đi tước khí giới. Trong Lư Hán thì có thằng Tiêu Văn là tướng ở đó, thì anh ấy lấy cái vàng đó anh ấy biếu thằng Lư Hán và thằng Tiêu Văn để đừng làm cách mạng nữa, đừng lật đổ anh nữa. Nhưng mà chúng nó một đằng thì vẫn lấy tiền, một đằng thì vẫn phải theo lệnh của Mỹ, nên nó ép bên Quốc dân Đảng, bên Quốc dân đây, Quốc dân Đảng thì nói là những đảng phái quốc gia nói chung chứ không phải là Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học. Lúc giờ có hàng chục đảng khác nhau chống thông Việt Cộng, thì anh ấy mới bắt các anh phải ngồi vào với nhau để thành lập chính phủ liên hiệp. Thế bên mình thì không không chịu, nhưng mà nó bắt buộc phải chịu và nó không làm, này thành ra là mới thành lập chính phủ liên hiệp và bầu quốc hội. Quốc hội lại chỉ định đảng này mấy ghế, đảng kia mấy ghế, đảng kia mấy ghế, nó cho thằng Tiêu Văn nó đặt ra, chứ chẳng ai bầu hết. Người dân không có bầu cái gì hết, người dân không người 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 dân chỉ để cho chúng nó lạm dụng danh xưng, danh nghĩa của dân tộc, làm thế này làm thế khác. Thế thì thành lập quốc hội rồi nhưng mà nó cũng chẳng đi đâu cả, là vì anh ép. Tình hình nguy kịch quá rồi, mà thằng tàu thì nó sắp rút ra khỏi Việt Nam, là vì nó tước cái giấy xong thì nó rút đi. Và nếu như vậy thì cộng sản sẽ bị người dân lật đổ. Anh ấy hoảng vía, anh mời thằng Tây vô. Thì anh ký tạm ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 đó. Thì các quý vị nào mà theo cộng sản thì hãy mở mắt ra, hãy nhìn thẳng sự thật. Nó đánh lừa quý vị, nó cắt cổ quý vị mà quý vị còn ca tụng nó. Thì cái mùng 6 tháng 3 nó ký lúc 3 giờ sáng ở Hà Nội. Lúc bây giờ tôi ở đó. Thì nó ký rằng là nó bảo là có 3 điểm thôi. Thứ nhất là người Pháp được quyền đem quân đến đóng ở Bắc Việt và Trung Việt để bảo vệ an ninh, tài sản và sinh mạng của Pháp Kiều. Thì Pháp Kiều trong đó cũng có tôi nhá, tôi là Pháp Kiều nhá. Là vì tôi sinh đẻ ở Nam Định, mà Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng là đất nhựa, là đất biếu Tây do ông Đồng Khánh, là vì Tây nó đưa ông ấy lên làm vua. Thì cái chuyện vua Đồng Khánh mình sẽ nói sau, là không ai chịu lên hết, thì ông Đồng Khánh mới xin xin được làm chức vua. Và nếu ngài cho tôi làm vua thì tôi biếu ngài ba cái tỉnh đó, ba cái tỉnh lỵ, thế chứ không phải là thành, chứ không phải là province, chứ không phải là tỉnh, nó là này, tỉnh lỵ.
thì những người nào sinh trưởng trong cái thị trấn Nam Định, thị trấn Hà Nội, thị trấn Hải Phòng thì là người Pháp. Vì vậy những người đó làm đơn thì gọi là xin hoàn tịch chứ không phải là xin nhập tịch, xin hoàn tịch quốc tịch Pháp. Vì vậy tôi là người Pháp hoàn tịch mà bố mẹ tôi người Việt rõ ràng đó. Thì từ lúc nhà mình phải truy nguyên ra thì cho nói nó nhiều chứ thôi thì mình nói tạm sơ sơ vậy thôi để quý vị biết. Thế thì người Pháp được quyền đem quân đến bảo vệ an ninh, thì nó muốn đánh lúc nào nó đánh, nó muốn gây chiến lúc nào gây chiến, anh Việt Minh làm gì được, mang giặc vào thù vào trong nhà thì nó cứ cổ mình lúc nào không hay. Còn Nam Kỳ Quốc thì là đất của Pháp, anh Hồ Chí Minh không dám đụng tới. Tức là cái lúc anh lên thì Bảo Đại đã trao lại cho anh tất cả trọn vẹn từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, Bắc Trung Nam một nhà, không có bóng thằng Tây, không có bóng thằng Nhật. Mà anh lên có mấy tháng sau anh cắt đất cho thằng Tây, anh mang lính Tây trở lại, thì đó anh gọi là anh giải phóng đấy, anh cách mạng đấy. Chứ cách mạng đó phải đặt ở như này, nó có đúng là danh từ cách mạng của dân tộc Việt Nam hay là ngụy cách mạng. Thế thì anh mang thằng Tây tới thì nó lại càng khây lại gây ra rối ren. Tức là mình một phần thì ghét Tây, một phần thì ghét Việt Cộng, nhưng Việt Cộng nó mới đi với Tây để nó nã súng vào căn cứ Việt Quốc. Chỗ nào mà nó vào không được, anh Việt Quốc mạnh mạnh thiệt nhưng mà thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, nó yếu yếu thiệt nhưng mà nó có cố vấn Nga, cố vấn Tàu bên cạnh, hai cái nó khác nhau. Nó có viện trợ bên ngoài mình không có, nó có cố vấn. Thì cái chuyện đó thì nó liên hệ đến cái việc ông Bảo Đại vượt ngục đó, thì chúng ta sẽ nói sau. Chúng ta đừng lẫn mấy cái vào với nhau, chúng ta chỉ nói cái công việc làm của anh Hồ Chí Minh đã, rồi thì chúng ta mới nói công việc làm của anh của ông Bảo Đại sau, rồi của các nhà ái quốc sau, thì nó mới phân tích ra được. Trong một thời gian nếu mà ta phải tách hai cái ra thì chúng ta mới biết. Chúng ta phải khi tách rồi chúng ta nhập lại thì chúng ta mới thấy rõ. Hồ Chí Minh lưu manh lắm. Và cái lưu manh thì chúng ta chịu thua. Phải nói phải chúng ta chịu thua. Thì nhà Cộng sản nó lưu manh ngày hôm nay chúng ta cũng chịu thua luôn. Chúng ta chỉ còn cách là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Đó. Thành ra là chúng ta đừng có mất công mà phê bình cái lời nói của Cộng sản thế này thế nọ, mà chúng ta hãy phê bình cái việc làm của họ đó. Thế thì Pháp nó tới thì nó giết Việt Quốc rồi, nó đâu có được tấn công. Nó bắn đạn vô rồi thì lính Việt Cộng xung phong vô, tiền pháo hậu súng chưa đủ, anh phá đê ở Bắc Ninh vào năm 46, lũ lụt, các cơ sở Việt Quốc bị tràn ngập bỏ chạy đó. Thế bây giờ nó mới lộ cái mặt thật của anh ấy ra thì anh phải khôn khéo mà ấy 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 ấy, đây là cái dụ giặc để yên tớ đi sang Pháp dùng ba tấc lưỡi lấy lại nước Việt, không cần phải mất một phát súng. Thế người dân từng bỏ và nó tuyên truyền mà nó nói hay thì mình cũng nghe nó vậy. Thế thì khi mà nó có phái đoàn sang Tây, mình tưởng nó sang Tây để điều đình với lại Tổng trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng không, anh ấy sang Tây để điều đình với Tổng trưởng Bộ thuộc địa, tức là nội bộ, nô lệ vẫn nô lệ. Anh có làm được cái gì đâu, anh đánh dối, anh đánh đánh lừa dân tộc thì được. Cái đó phải phải công nhận rằng nó có tài lưu manh xảo quyệt. Mình thì thẳng ruột ngựa, đấy mình thua nó ở chỗ đó. Thế khi mà phái đoàn nó đi đó thì có Phạm Văn Đồng, có tất cả phật đi để mỗi thằng Võ Nguyên Giáp ở lại. Thì anh ấy xuống khởi hành từ Hà Nội vào tháng 7, anh vào Sài Gòn, Sài Gòn rồi đáp tàu thủy của hãng Messageries Maritimes đến Marseille ở nước Pháp, là hành trình là 21 ngày. Thế trong khi anh ấy đi đó thì ở nhà
anh giáp đàn áp, tức là vẫn dùng cái lối là bạo lực đó, dọa nạt thì giết, giết thẳng không vu vạ giết, là vì tờ báo chỉ có mình báo cái quốc anh gia, còn báo khác nó bị cấm. Và lúc bây giờ tất cả các lãnh tụ của Đảng Việt Quốc nó đã đẩy đi sang Tàu rồi, thì lúc giờ tôi sẽ nói sau nó đẩy bằng cách nào thì mình sẽ nói. Thì ở nhà là mình thiếu như rắn mất đầu, vì vậy tất cả các đảng phái nó yếu, nó yếu yếu ấy, mà cái phần chìm của nó vẫn còn ấy, nó chỉ yếu phần nổi ấy. Cái đảng phái nó cũng khôn, nhưng mà khôn đấy là mình chưa đủ khả năng để chống chọi với nó. Mình chia làm hai phần, mà phần nổi để hoạt động, mà phần chìm để ẩn danh. Chừng nào mà phần nổi làm xong thì mình ra hỗ trợ vân vân, thì cái đó là cái chuyện tổ chức bên trong cái đảng mình nó yếu vậy. Thì ngày hôm nay cũng vậy, mình tổ chức nào cũng vậy, mình đừng nên tổ chức một tổ chức mà có nhiều tổ chức, tổ chức này mà bị phá thì còn tổ chức khác, và các tổ chức cũng chỉ để mặt nổi vài người thôi, còn lại giấu mặt chìm, hoạt động chìm để bảo toàn lực lượng. Đó là cái cách làm việc mà ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải áp dụng trước cái sự mánh khóe lưu manh của cái bọn công an Việt Cộng. Đó là một cách rút kinh nghiệm. Thế thì anh ấy sang bên Paris vào đầu tháng 8, ở độ mùng 10 tháng út. Thì bắt đầu ở bên đó nó là cái chính trị nó đang sôi động. Người này lên được 5 ngày 3 ngày lại đi xuống. Thì cái này thì tôi biết rõ, tôi coi lại báo chí ở nước Pháp vào cái thời đó thì tôi biết, tôi ở Paris thì tôi biết. Thì mãi tận này vào khoảng trình độ đầu tháng 9 thì mới ngã ngũ, mới có chính phủ. Thì trong khi đó thì phái đoàn Hồ Chí Minh đi lang thang thất nghiệp, đi ở Paris, giờ ở chui ở giúp, nó đâu có, nó thiếu mình bỏ tiền túi ra mình đi, thành ở nhờ nhà người này một ít, nhờ nhà người kia một ít, tới khi thì nó thành lập trong chính phủ thì nó đưa các anh xuống Fontainebleau để họp hội nghị. Fontainebleau cách Paris 75 cây số ở phía nam. Tôi đã đến cái chateau đó, tức là cái lâu đài Fontainebleau đó, và tôi cũng đã biết cái nơi ông ký hiệp định ở chỗ nào, và tôi cũng đi Versailles, cũng biết cái tổng bát đã lộc ký với Louis, với chính phủ Pháp, với nhà vua Pháp ở ở cái phòng nào. Nó có cả đấy chứ không phải không, mình đi bên này nó có, mình đến nơi nó chỉ hết. Thì hai bên thảo luận không thành công. Bọn anh thì đòi độc lập, mà anh thì tao thì nới cho mày thế này thế này thế này thôi, chứ mày cũng vẫn là đất của tao. Thì phái đoàn mới ngày 13 tháng 9 thì phái đoàn mới đi xuống Paris, đáp tàu Mistral, tàu xe lửa đó, để xuống Marseille, rồi đi Messagerie Maritime, đi đường biển về Sài Gòn, rồi Sài Gòn lên Hà Nội. Đó là cái lộ trình nó như vậy. Chỉ cái hồi đó nó có cái xe lửa tốc hành Paris Marseille mỗi ngày một chuyến, Marseille Paris cũng vậy, nó khởi hành từ 5 giờ chiều ở Paris và nó tới Marseille 6 giờ sáng. Thế thì cái anh ở Marseille đi lên á, thì nó cũng khởi hành từ 6 giờ chiều, 7 giờ sáng nó tới Paris, hai chuyến đi ngược chiều. Thì ông Hồ Chí Minh không đi phái đoàn, ông chỉ tiễn phái đoàn lên tàu rồi ông ấy ở lại. Ông bảo các anh cứ về trước đi, tôi về sau. Thì phái đoàn nghĩ rằng là ông ở lại, ông có việc riêng của ông ấy. Thì mình nghĩ rằng là hiệp định không thành. Đó. Thế thì cái ngày hôm đó đó, sau khi mà đưa phái đoàn lên tàu tức 5 giờ chiều, thì ông lật đật chạy đến tòa đại sứ Nga ở Paris. Thì lúc đó còn phương tiện chuyên chở công cộng, ông ấy đi nó dễ dàng. Thì tới tòa đại sứ Nga ở Paris vào chừng độ 6 giờ chiều. Thì ông ấy trình bày với ông đại sứ, thì ông đại sứ phải trình bày lại với ông bộ trưởng bộ ngoại giao
Ờ, mặt tôi khoa. Ông Tổng trưởng Bộ Ngoại giao phải trình bày đến Stalin ở Điện Cẩm Linh. Điện Cẩm Linh phải gọi Đại sứ Pháp ở Mạc Tư Khoa về để thảo luận. Đại sứ Pháp lại phải hỏi ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp lại hỏi Tổng thống. Tổng thống lại hỏi ông Mute. Là quyết định không ông Mute chứ đâu, và người ta quyết định cả một chính phủ. Ông Mute là được lệnh rằng là phải làm sao mà thọc cổ nó lại, trói nó lại, không cho nó ra, trở lại chế độ thuộc địa như cũ. À, thế thì thư đi từ về thì cũng phải nhùng nhằng, cũng mất thì giờ. Thì cuối cùng một trận độ 11 giờ giờ đêm giờ Paris đó thì ngã ngủ, và ông Mute đi ngủ. Ông ấy bảo mấy lính canh, chừng nào thằng Hồ Chí Minh nó tới, mở cửa cho nó vào phòng ngủ tao để ký bản văn. Tức là bản văn anh Hồ Chí Minh đem tới chứ ông không có làm. Thì cái tin đó tức là để nguyên, để y nguyên trạng. Để y nguyên trạng tức là thằng Tây làm bố mày rồi. Thấy không? Thế để y nguyên trạng thì nó mới lại trở về Moscow, Moscow mới lại trở về đại sứ Nga ở Paris. Thì lúc đó cũng là gần 12 giờ đêm. Gần 12 giờ đêm thì toàn đại sứ phải đánh máy, chứ Hồ Chí Minh nó có cái phương tiện gì đâu. Thì toàn đại sứ phải đánh máy, đánh máy xong rồi đưa Hồ Chí Minh cầm hai bổn đến nhà Mute để ký. Thì khi mà Hồ Chí Minh đi đó, thì lúc ra vào khoảng một giờ đêm, hết hết phương tiện chuyển trả cũng cộng rồi. Thì ông ta phải đi xe bus, tức là xe xe buýt đó, ban đêm mỗi giờ có một chuyến. Thế thì ông ấy mới tới nhà Mute đúng 2 giờ sáng, hay hơn một chút thì nó báo tay nói 2 giờ sáng, mà chắc cũng trên dưới gì đó thôi. Thì lính canh nó đưa thẳng ông vào phòng ngủ của ông Mute. Ông Mute lúc đó đang mặc bộ đồ ngủ và ký trên đầu giường ngủ của ông ấy. Rồi ông giữ bốn, Hồ Chí Minh giữ một bốn. Khi ra thì Hồ Chí Minh nói với Mute rằng tôi đã ký bản án tử hình cho dân tộc tôi. Và trên phương diện pháp lý thì Hồ Chí Minh đâu có quyền ký cái đó. Quý phải có đồng ý của cả phái đoàn em. Anh này anh ký lén. À, thế thì anh ấy mới lủi thủi, anh ấy về nước. Anh ấy tung hô chiến thắng. Thua. Thua tất cả là còn nói là chiến thắng. Nhưng mà bất ngờ rằng trong khi anh về nước thì báo Tây nó chuyển qua Việt Nam. Mình đọc được. Khi anh về Hà Nội thì mình chống đối. Chống đối thì anh ấy cũng nói cho qua chuyện thôi. Thế càng ngày cái sự chống đối nó càng lên cao. Nhớ rằng lúc đó anh về tức là vào đầu tháng 10, tháng Octop năm 1946. Tình hình nguy kịch quá rồi. Thì anh ấy chính phủ sắp bị lật, chính đảng viên nó cũng lật chứ không nói là người ngoài nữa. Thì anh ấy lại lưu manh, anh ấy ra tay trước, cũng là anh ấy hớt tay trên nó ra tay trước. Ngày 19 tháng Chạp tức là có hơn tháng sau thì anh ấy phát động phong trào đánh Pháp cứu quốc, kháng chiến chống Pháp cứu quốc. Đúng 11 giờ sáng ngày, đúng 0 giờ đêm ngày 19 tháng Chạp năm 1946 thì Võ Nguyên Giáp cho nổ nhà máy điện là dấu hiệu khai chiến, tức là anh khai chiến thằng Tây đó. Thì trong cái đó tự vệ thành là người dân hăng say với đất nước, vào đảng đâu có biết đảng là cái gì đâu, không biết chính trị, chỉ biết thằng Tây nó tới thì ghét thì đánh. Thì cái trường hợp đó thì mình cũng thấy rõ ràng. Bùi Tiến nó đã nói nhiều đó. Đã ông ta đi vào, ông ta đâu có biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là ai, và ông chẳng biết đảng là cái gì. Thấy người ta kêu gọi cứu quốc thì đi giấu. Thì cái đó là người dân nó căm thù người Pháp. Thế là anh thành công, anh để nhân dân tự vệ đánh. Còn lính của anh ấy có tất cả tổng cộng mà chừng độ 3.000 người. Thế anh không làm gì có tiền mà nuôi lính, làm gì có nơi huấn luyện mà lính. Thế là anh ấy rút lên rừng. Và lúc bây giờ phải nói là
tình hình quốc tế đang thay đổi. Đấy, thì lúc này mình chỉ nói tình hình quốc tế sau. Thì ở bên tàu đó, thì thằng Mao nó đang chiến thắng và nó sắp sửa chiếm lục địa rồi. Thì anh Hồ Chí Minh sống lẩn lút trong rừng. Tây nó tới thì anh ấy đi, Tây nó đi thì anh ấy về. Anh ấy đợi chừng nào thằng Tàu Mao chiếm được lục địa vào năm 1949, à, có mấy năm sau rồi. Thì lúc giờ anh ấy lên chân, anh le lói. Lính tàu mà khi mà vượt biên giới sang đây thì thành lính Việt. À, thì lúc giờ mình sẽ nói sau. Mình sẽ nói sau vào cái cuộc chiến kháng chiến chống Pháp. Bắt đầu từ ngày 19 tháng Chạp năm 1946, dương lịch đó, tôi nói theo dương lịch, cho tới ngày 20 tháng 7 năm 1954, anh Hồ Chí Minh làm được cái trò chống gì cho đất nước. Thì lúc giờ mình sẽ nói sau. Thì hôm nay tôi tới đây tôi tạm chấm dứt cho để quý vị nắm vững cái khúc lịch sử ở cái điểm đó, mình khờ khạo chỗ nào, Việt Cộng nó lưu manh chỗ nào, nó khôn lỏi chỗ nào, nó đánh lừa mình như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta hãy thức tỉnh, hãy thận trọng, lịch sử nó đang tái diễn đấy. Và chuyến này thế hệ con cháu tôi bắt buộc phải thông minh hơn chúng tôi, không thể lừa. Thằng Việt Cộng nó cũng thông minh chứ, từ cái ngày đó cho đến ngày hôm nay cái kế hoạch đàn áp của nó cũng tinh vi hơn hơn là cái năm 46. Thì ngày hôm nay các bạn nhờ được đọc tiếp cận với internet, với thế giới bên ngoài, các bạn cần nhất là phải cái suy tư độc lập của mình, tức là tư duy độc lập. Các bạn cần phải phê phán, nghe là mình ghi nhận, nghe không phải mình chấp nhận, và nghe xong mình phê phán cái gì phải cái gì trái, mà cuối cùng mình phải đưa ra cái đề án để thoát hiểm, cái đó mới là cái quan trọng. Thì tôi mong rằng, tôi nghĩ rằng các thế hệ trẻ ngày hôm nay ở trong nước cũng như hải ngoại, trí óc nó phải thông minh hơn chúng tôi và đừng sa vào vào cái bẫy mà để mình hy sinh 4 triệu người và 10 triệu người tàn phế cho cuộc chiến Mỹ Trung nó đang xảy ra ở trước mắt chúng ta này. Mà hy sinh là các bạn hy sinh chứ tôi không có hy sinh. Rõ ràng như vậy, các bạn trẻ con, các bạn tương lai của con cái các bạn nó nằm ở trong đó. Thì các bạn hãy thận trọng trong cái này. Một, mình muốn lãnh đạo, muốn ra khỏi cái cuộc đụng độ Mỹ Trung thì mình phải tinh khôn, muốn tinh khôn phải có người giỏi lãnh đạo. Còn cái thằng Tam Đại Bần Cấu Nông ấy là thằng khô rách áo ôm, chỉ đi ăn bám. Rồi thì nói phét thì giỏi. Thì đó là tất cả cái gì mà tôi muốn truyền đạt cho thế hệ con cháu chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng thế hệ con cháu chúng tôi cũng được quyền nghe chứ, có ai cấm nghe đâu. Đó. Và cái điều tôi nói này là kinh nghiệm bản thân của tôi nhìn thấy rõ ràng. Chứ tôi không phải vì mưu đồ chính trị, kêu gọi người này chống cộng, kêu gọi người kia ủng hộ cộng hay là thế nọ thế kia, không có. Tôi chỉ kêu gọi các bạn hãy tự cứu lấy sinh mạng của thế hệ các bạn. Và muốn cứu sinh mạng của thế hệ các bạn thì các bạn phải biết kết hợp, tức là con cháu tôi đấy. Mà muốn kết hợp thì phải học văn hóa thuần Việt, thì phải khôi phục lại hào khí của dân tộc và phải tinh khôn, tức là khai phóng dân trí. Đó là mình đang học, cái đó là hai cái điểm chính yếu mà tôi muốn truyền đạt cho các bạn. Và các bạn nhớ rằng ngày 20 tháng ta tháng 10 này, 20 tháng Fevri này, chúng ta sẽ có các cuộc hội luận về hào khí của dân tộc Việt dưới thời Quang Trung. Cũng cái dân tộc đó chúng ta cũng cùng một dòng máu, cùng một chí khôn đúng họ, tại làm sao ta để mất hào khí? Tại sao ông Quang Trung đánh được nhà Thanh mà ngày hôm nay chúng ta lại chịu quy phục? Trước hết là cái bọn lưu manh cộng sản, sau là cái bọn bạo chúa Tập Cận Bình. Chúng ta không sợ nó đâu nếu chúng ta biết. Chúng ta thì cái ngày quốc lễ đó thì tha hồ, các bạn tha hồ đóng góp với chiều hướng là xây dựng đất nước, chứ không phải đóng góp với chiều hướng là phá hủy đất nước, phá hủy tinh thần dân Việt. Đó thì tất cả các cái hội luận đó nó chỉ dành cho những người nào có tâm Việt, có hồn Việt, muốn bảo vệ tương lai của con cháu của mình. Thì tất cả những các cái điều đó sẽ được nói ở trong cái ngày đại hội. Thì
gọi là dỗ trận đúng đà, dỗ trận đúng đà. Tại sao lại dỗ trận? Mình kháng trận tại sao dỗ? Là vì cái đó nó nói cái tinh thần độ lượng bao dung của con cháu đồng tiên đối với kẻ thù, là cương quyết tiêu diệt kẻ thù không nhân nhượng, nhưng không được truy kích hay trả thù trong khi đấu tranh. Ngược lại phải độ lượng và bao dung với kẻ thù sau khi chiến thắng. Ông Trần Hưng Đạo đã làm, ông Quang Dung đã làm, ông Nguyễn Trãi đã làm. Chúng ta thấy rõ đấy. Đấy, mà ông Câu Tiễn cũng đã làm luôn. Thành ra là Câu Tiễn là 600 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì đấy, tức là cái lịch sử gần thì chúng ta thấy nhà Trần đã làm, ông Lý Thường Kiệt đã làm. Mình chiến thắng với kẻ thù là mình bảo vệ quyền lợi của mình, chứ đâu phải mình oán thù gì với người ta đâu. Thì cái đó thì nó là thuộc vào cái bài học khác. Thì bây giờ tôi xin chấm dứt ở đây, và quý vị nào muốn lên phát biểu thì cứ cho biết. Còn quý vị nào có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi. Bây giờ là phần nói của quý vị đây ạ. Alo, có ai đâu? Hưng Đạo, Trần, đâu? Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai nhân vật, phải đúng vậy không? Thưa giáo sư, khi Hồ Chí Minh... À, cái này khi gửi anh Trung Lưu thì cái này tôi không có tài liệu, mà tôi không có nghe cái tài liệu của người khác nói. Tôi chỉ biết là Nguyễn Ái Quốc là danh xưng của nhóm Ngũ Long, trong đó không có cái ông Hồ Chí Minh đâu nhá. Thì mấy cái người mà yêu nước, người ta ra cái tờ báo khốn cùng đó của miền Tây đó, mới đầu người ta ký tên là Ố Pháp. Người ta được độc giả ca tụng lắm, độc tập Tây nhá, họ ủng hộ. Nhưng khi họ hỏi Ố Pháp là cái gì thì ông bảo Ố Pháp là ghét Pháp, vì vậy mất độc giả. Do đó ông đổi tên là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc là cái tên của nhóm chứ không phải tên con người. Còn anh Hồ Chí Minh anh nhận tên nọ tên kia thì mình phải bảo anh ấy đã là lãnh đạo dân tộc, tự xưng vỗ ngực thì anh ấy phải nói tên thật, anh ấy phải nói tiểu sử của anh ấy ra thì mình mới tin tin cái lời nói của anh ấy, chứ đâu có tin các cái người thì bên ngoài nói. Họ nói có thể đúng có thể sai, mình không mình cái cách mà làm việc đó thì mình đòi hỏi người khác thôi, không sao, là mình không không phải là truy tìm xem cái thằng này nó lẩn danh để nó làm cái gì, mà mình chỉ đòi hỏi cái sự minh bạch của nhà lãnh tụ. Còn nếu anh không minh bạch, anh không phải lãnh tụ của tôi. Thì chúng ta chỉ biết là Hồ Chí Minh là cái tên giả. Hồ Chí Minh không nói tiểu sử. Hồ Chí Minh không làm nhậm chức. Vậy thì chính phủ Hồ Chí Minh không phải là chính phủ của chúng ta. Rồi, chấm dứt ở đó. Chúng ta không cần phải đi lâu dài dòng mất. Ông ta nói trăm tên bạn họ thì sao mình biết được. Các anh còn nói rằng theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh không có tư tưởng, vậy tư tưởng vong nô. Và ông ấy nói rằng cái điều ông ấy nói nhá, tôi không có tư tưởng gì hết, tư tưởng của tôi là tư tưởng của Mác Lê Mao đã nghĩ ra hết rồi, tôi chỉ là cái người áp dụng. Như vậy là anh có cái tinh thần vọng ngoại vong nô, mà chúng mình đang đả phá cái tinh thần vọng ngoại vong nô, thành ra mình không theo Hồ Chí Minh được. Thế bây giờ tư tưởng của anh là tư tưởng nói dối, lưu manh lão cá, thì chúng ta không có theo tư tưởng lưu manh lão cá được. Chỉ có cái đảng viên cộng sản thì nó theo con đường đó để nó chiếm quyền, để nó chiếm lợi. Chứ đối với người dân Việt, chúng ta phải phân biệt người dân nghĩ đến đất nước và những kẻ mất gốc. Kẻ mất gốc đi theo Hồ Chí Minh thì mình không có nói gì, là vì nó lưu manh lão cá, nó làm toàn các cái chuyện này bất nhân vô nghĩa, không, nó không phải là loài người. Còn mình muốn trở thành con người Việt xứng đáng với tư cách là con cháu đồng tiên, với nền văn hóa thượng đẳng, thì mình không có nhận Hồ Chí Minh là chính phủ của mình. Do đó mình phải theo cái tư tưởng của ông Trần Hưng Đạo, của ông Nguyễn Trãi, của ông Quang Trung,
của Ngô Đình Nhu. Ngô Đình Nhu cũng có tư tưởng hay á. Một khi làm chính trị thì người yêu kẻ ghét nó vu vạ nhiều lắm, nhưng mà cái ấp chiến lược với lại học thuyết cần lao nhân vị mình phải bắt chước, là vì các thế hệ các cháu sẽ cần phải cái đó thì mới thống nhất con người, mới xây dựng được con người cho nó xứng đáng làm người Việt đó. Thế thì đấy là cái câu trả lời anh Trung Lưu, anh đừng có thắc mắc đi đi nó xa đề, rồi thì mình có cứ luẩn quẩn mình cãi nhau hoài, nó không vào cái vấn đề chính của mình, làm sao là giải quyết được cái vấn nạn của đất nước. Rồi bây giờ có ai nói gì nữa không, nghe là coi xem nào. Tôi lại mất kem. Hình bị nhiễu loạn à, vậy thì không phải máy của tôi. Anh Trung Lưu thì chắc là máy máy chủ. Hồ Chí Minh cướp công của Nguyễn Trãi và bà bán Nguyễn Trãi cho giặc Pháp, không phải anh Tư Bồn này. Anh lẫn ông Nguyễn Trãi cũng là tổ sư của thằng Hồ Chí Minh. Ông sinh đâu mà Hồ Chí Minh giết cụ Phan Bội Châu thì có, bán cụ Phan Bội Châu cho giặc Pháp, thì anh Tư Bồn anh cần phải học lại lịch sử nhé. Anh nói cái lịch sử như thế này không có được, Nguyễn Trãi không có dính gì Hồ Chí Minh cả. Hồ Chí Minh nó cũng chẳng cướp công của ai hết, nó làm thầy tớ cho Nga, cho Tàu, nó phá đám thì có. Còn những người nói rằng Hồ Chí Minh cướp công của kháng chiến thì theo tôi thì nó khác, đó là cái nhìn của những người u mê, họ theo Hồ Chí Minh mà họ không biết cái gì. Mà tôi thì nói là Hồ Chí Minh đã lừa các anh, như anh Bùi Tiến anh ấy nói rằng là cụ Hồ là người mới đầu là người yêu nước ái quốc, sau này ông bị nhiễm độc, ông ấy thành ra đi theo chủ nghĩa cộng sản, nên ông Bùi Tiến mới cho rằng ông bị phản bội. Nhưng tôi nghĩ lại, tôi nghĩ khác. Ngày trước tôi nghĩ giống ông ấy, mà ngày hôm nay tôi nghĩ hoàn toàn khác. Tôi nghĩ hoàn toàn khác là Hồ Chí Minh là thằng lão cá, nó lợi dụng cái tinh thần yêu nước của anh, rồi thì nó nói rằng là nó là con người ái quốc. Nhưng khi các anh vào chồng rồi nó mới lộ cái mặt thật ra, nó bóp chết các anh. À, thành ra là mà ông Bùi Tiến thì bao giờ và ông Bùi Tiến là đại diện cho cái thanh niên thời đó. Thanh niên thời đó không phải ai cũng theo Hồ Chí Minh đâu, ông anh tôi đâu có theo, ông anh tôi chống ấy. Và các họ hàng hàng xóm của tôi có ai theo thằng Hồ Chí Minh đâu. Hồ Chí Minh rất ít người theo nhé, miền Trung thì người ta không có biết, thì người có thể người ta theo nhiều thì tôi không biết, nhưng mà người ta theo người ta cứ lấy cái tư tưởng của họ làm chính. Thành ra họ bảo họ bị lừa, họ bị lừa nhưng mà không, họ bị cướp công nhé, mà họ chửi Hồ Chí Minh, họ vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là ái quốc. Còn tôi thì tôi biết rõ, anh Hồ Chí Minh lên đầu tiên anh có nói rõ thế, anh ấy biểu là các cháu phải cố gắng gây căm thù, nuôi căm thù thì mới có đối tượng đấu tranh, tức là người ta đang yên lành không có gì hết, tự nhiên gây cho người ta cãi nhau rồi thì mình ở giữa mình đánh hôi, tức là anh vu vạ. Với Hồ Chí Minh có nói rõ là người Việt phải bỏ cái đầu óc ích kỷ đi, phải hy sinh sinh mạng và đất nước của mình cho đại đồng thế giới, cho đồng chí Liên Xô lãnh đạo, bằng chủ nghĩa tam vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Nó đâu có nói dối mình, nó bảo anh theo tôi thì anh vứt gia đình, vứt anh là công cụ sản xuất, anh là tay sai của đệ tam quốc tế, anh đừng nghĩ đến tôn giáo, đừng nghĩ đến gia đình, đừng nghĩ đến tổ quốc. Thế mà khi mà cái câu đó nó nói không ăn khách, nó bị phản đối đó, thì nó lại đổi giọng ra là tôi là người yêu nước. Đến nỗi cán bộ vẹm nó nói mà tôi nghe ngứa tai, toàn thằng dốt nó nói mà. Nó mà Bác Hồ ký tạm ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 là Bác Hồ bán nước thiệt. Nhưng Bác vào cái thế phải bán nước, thực tâm Bác vẫn yêu nước. À, quý vị ngày hôm nay nghe có xuôi tai không? Nếu mà anh phải bán nước thì ai bắt anh bán nước đâu, thì anh có ai bắt anh lãnh đạo đâu, anh không đủ sức lãnh đạo anh sẽ đi chứ chúng tôi nhờ. Ngày hôm nay cũng vậy, anh Nguyễn Phú Trọng nói rằng tôi muốn ra đi lắm nhưng mà đồng chí bắt tôi ở lại, tôi làm bá nhiệm kỳ. Thì
thì người dân Việt đâu có khiến anh ở lại. Anh mưu mô anh ở lại rồi anh nói rằng rằng đảng cần anh mà đảng này là nhân dân cần đảng, chúng tôi đâu cần các anh. Trước khi các anh ra đời chúng tôi đâu có chết, đầu tiên chúng tôi vẫn sống đây đó. Thế thành ra là khi mà mình, tức là đây bác đưa đến cho các cháu cái cách lý luận để tìm ra lẽ phải, để tìm đường thoát hiểm, thì cần nhất là các cháu phải học để biết đặt vấn đề và biết cách giải quyết vấn đề. Nghe thì chúng ta cứ nghe, nhưng mà nghe không phải là chấp nhận, nghe là ghi nhận. Ghi nhận về chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta mới suy nghĩ rồi chúng ta mới chấp nhận hay không. Nếu đúng thì chúng ta chấp nhận, nếu không đúng thì chúng ta không chấp nhận. Thì nó gọi là tinh thần phục thiện. Mà khi đúng ta chấp nhận rồi thì ta phải làm gì? Cái vấn đề chính là hành động. Còn lời nói nó chỉ là lý thuyết, nó chỉ là cái con đường vạch cho mình đi. Đại khái giờ bác bảo là các cháu, nếu quả thực các cháu muốn học làm bác sĩ giỏi, các cháu phải đi Mỹ. Thế bây giờ các cháu bảo với người Pháp người ta không có bác sĩ giỏi à? Người Việt không có bác sĩ giỏi à? Có, nó giỏi cho mấy thằng ruột. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra là bác mong rằng tất cả mọi người, dù thằng theo cộng sản hay chống cộng sản hay là yêu đất nước hay là mất gốc, cũng nên có cái suy tư của mình độc lập, và cũng phải biết là cái mục tiêu của mình là cái gì. Nếu mục tiêu mà bảo vệ sức sống của dân tộc nó khác với mục tiêu tiêu diệt sức sống của dân tộc, và nó khác với mục tiêu là con buôn chính trị kiếm lời cho mình, chứ còn thiên hạ chết cái không mẹ cha nó đó. Thành ra là phải đặt mục tiêu trước thì mình mới biết được, chứ còn nói không mà nói mục tiêu không giống nhau thì cãi nhau ai cũng, thì sư nói sư vải vãi, nói vai hay, thì đó là cái vấn đề mà bác muốn đặt ra cho các cháu ở chỗ đó là mục tiêu trước, và có tư duy độc lập, phải có tinh thần tự trọng, có tinh thần cầu tiến, có óc phục thiện. Thì đó là tất cả các cái đặc tính đó là mình phải xây dựng. Con người đẻ ra không phải tự nhiên nó có. Nhân vật Hồ Chí Minh không xuất hiện thì Hồ Chí Minh, đúng rồi, tôi có thấy nó xuất hiện nó thỉnh thoảng đấy à, mà téo. Thì nó không không có gần với quần chúng. Và ông Hồ Chí Minh ông không có mặc quốc phục bao giờ hết. Ông mặc quần áo của Mao. Thì cái đó cũng là một cái để mà ta ghi nhận, rồi ta suy ra cái tâm trạng của ông có gì. Ông có phải là người yêu nước không, ông phải là người Việt hay không, còn theo hay không là tùy ở ta. Nếu mà ta muốn theo đó mình tạm không có tài mà lại muốn giàu có sống trên xương máu người ta thì theo ông ấy dùng bạo lực để ăn cướp thì theo đẳng cướp. Còn nếu mà nghĩ đến có nhân phẩm thì mình không theo. Thì ở đây bác thì xin trình bày tất cả sự thật của lịch sử đã qua, và các cháu phải suy nghĩ lại. Hiện thời các cháu đang đối mặt với lại một tình huống rất là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn năm 45 nhiều. Rồi có ai hỏi cái gì nữa không? À, Nguyễn Lang, sao diễn đàn nào cũng có bò và đảng viên hết vậy mọi người? À, thì cái đó là dĩ nhiên. Anh phải nói người ta phải nghe. Người ta gửi người vào nghe để xem người ta nói cái gì. Người ta gửi người vào nghe, nếu mình có chính nghĩa thì mình để cho người ta nghe. Rồi từ từ người ta giác ngộ ra thì mình đỡ, chứ giờ mình cấm người ta vào thì là mình đẩy người ta vào cái tình trạng u tối, rồi người ta cứ chống mình hoài. Mình không muốn đổ máu thì mình vậy. Thì anh Nguyễn Lang anh cũng bớt giận đi một chút. Chừng nào mà bỏ đỏ mấy dư luận viên mà nó lại láo thì lúc bây giờ mình mới chỉnh, chứ còn nó nghe cái nó nói không 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 biết lý luận thì được. Thì tôi thấy rằng ngày mấy anh mà ủng hộ chế độ cũng có ngay lý luận đàng hoàng, còn những người người ta nói tào lao mày không trả lời người ta nữa.
Danh không bầu 5.000 nhân mình, đúng rồi, danh không bầu anh hùng không? Mà bố thắng giáo sư xuyên tạc, tôi đâu có xuyên tạc bao giờ đâu. 4 năm tôi bảo ai bầu Hồ Chí Minh đâu. À, tức là anh Hồ Ngọc tai hơi láng, anh phải chú trọng nghe chứ. Tôi đồng ý với anh là dân không bầu tại sao Hồ Chí Minh nó nắm quyền đó. Tôi nói ngày mùng 2 tháng 9 đấy, thì anh không nghe rõ, chắc là anh vào trễ. Anh coi lại cái hình đó, mùng 2 tháng 9 mới đầu thì là Hồ Chí Minh nói rằng dựng diễn đàn để bảo đại trao quyền cho anh ta tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc, nhưng ông bảo đại không trao quyền, anh ấy lỡ rồi thì anh đã lỡ tung ra rồi thì anh ấy phải lên muối mặt mà lên, rồi anh ấy đọc, anh bảo đấy là tuyên ngôn độc lập, tuyên ngôn độc lập người ta đã đọc rồi, và anh không có tư cách gì để đọc tuyên ngôn độc lập. Anh ấy là một cá nhân, khi anh ấy lên anh ấy là một cá nhân mưu danh tiểu tốt. Và khi anh ấy lên anh diễn đàn đó thì không phải tôi nói nữa nghe, mà bức ảnh nó nói thứ nhất không có ông Bảo Đại xuất hiện, thứ hai không có các danh nhân trong chính quyền trong triều đình Huế xuất hiện, thứ ba không có đại diện đảng phái, thứ tư không có đại diện hội đoàn, thứ năm không có đại diện nhân sĩ, và thứ sáu cũng không ai lên phát biểu để chúc mừng thành công của anh ấy, tức là anh độc diễn thì anh nói láo đó. Thì đó thì là cái lời tôi nói đây anh Hồ Ngọc, nếu anh mà lắng tai hay là anh vào trễ anh nên nghe lại, chứ tôi nói hoàn toàn đồng ý với anh là dân không bầu, chứ tôi đâu có xuyên tạc, tôi đâu có bảo là Hồ Chí Minh dân bầu đâu. À, thấy không, cái diễn đàn đây mà tôi có mặt ở đây mà anh còn nói sai. Rồi có ai gì nữa không? Để coi xem nào. Cảm ơn Tigon Lê. Đợi chính thì tôi nói, vâng, nói chính xác thì là tôi nói chính xác mà còn thiếu nữa không? Là vì cái tôi biết còn cái tôi không biết nữa không? Thì tuần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Nếu chú ở Pháp sao thấy tôi như Việt Nam vậy? À, anh Nguyễn Bảo Hoàng anh bảo tôi là ngu dốt à? Thì đối với anh tôi ngu dốt là vì tôi nói không đúng với tâm lý của anh. Còn tôi nói đây là tôi dạy cho người con cháu của tôi mở mắt ra. Tôi mang kiến thức đến và tôi đọc ở đây là đọc báo Pháp. Tôi không đọc báo của Việt Cộng. Có lẽ anh Nguyễn Hoàng bảo anh bị nhiễm độc bởi báo Việt Cộng, thành ra tất cả cái gì nói ngược với ý của anh cho người ta là nói u tối, nhưng mà anh thử suy nghĩ lại cái báo Việt Cộng nó nói có ăn khớp với nhau không? Hay nay nó nói một kiểu này mai nói kiểu khác. Thứ nhất là tôi xin nói rằng tất cả các cái mà mình nhìn thấy chứ không nói gì hết. Cờ đỏ sao vàng là đảng kỳ chứ không phải quốc kỳ. Quốc kỳ thì phải có nền vàng. Nền vàng là nền dân tộc Việt. Dân tộc Việt làm chủ nước Việt. Vậy thì tất cả anh Quang Nguyễn tôi không thấy cái ảnh đâu hết. Uầy, coi nào. Hiện đã. Các bạn đợi tiếng nào. Ok. Rồi em Quang Nguyễn, ok. Thì tức là tôi xin nhắc quý vị nhé, anh Nguyễn Bảo Hưng, nếu mà anh có cái gì mà dạy dỗ chúng tôi, mà tôi chắc anh chả có cái gì cả, là vì cái đầu óc của anh lý luận như vậy, anh ăn phải, anh không biết phân định phải trái, nhưng mà thôi thì tôn trọng tự do. Thì mời anh đi vào cái diễn đàn. Cái gì Huy Đức Thành Xét ngày 20 tháng thứ bảy đó, 20 tháng 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 2 này, tức là sau Tết đó, chúng ta sẽ có một cuộc hội luận chứ không phải tranh luận nhau, nói về hào khí thế hệ Quang Trung mà chúng ta đã để mất
ngày hôm nay chúng ta vực dậy nó ra làm sao? Không lý chúng ta lại chịu nhục đi để cho Tam Đại Bình Quân Ông lãnh đạo hay sao? Thì anh Nguyễn Bảo Hoàng, thì anh nghe anh phát biểu ý kiến, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là cái người u tối là anh, chứ không phải là tôi. Tôi chấp nhận mọi ý kiến. Tôi chỉ giải tỏa những các cái ngộ nhận. Và ai ngộ nhận nhưng mà anh vẫn cố chấp rằng cái sự hiểu biết của anh là đúng. Tức là anh có tinh thần tự kiêu tự mãn đấy. Và cái đó nó giết chết tinh thần phục thiện. Đấy. Thì mời Nguyễn Bảo Hưng dành cái ngày 20 đó đi. Thì tôi sẽ quảng bá ở trên Facebook của tôi. À, nếu mà anh Nguyễn Bảo Hoàng, anh có thể lấy lại cái diễn đàn này để anh coi lại sau. À, cái diễn đàn này rất hay và nó cần là cần cho các bạn trẻ, sinh mạng các bạn nằm trong đó chứ không phải sinh mạng của tôi, và cần cho tương lai của con cháu các bạn. Các hàng có mê muội cũng mê muội tới độ nào thôi. Và các bạn muốn nhận lãnh tụ thì lãnh tụ đó phải do người dân tín nhiệm bầu lên và phải có nhiệm kỳ, chứ không thể nào tự mình vỗ ngực nắm quyền suốt đời, hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác. Vào cái phần thứ ba tôi sẽ giải thích cho các anh, cho các bạn biết, nhất là anh Nguyễn Bảo Hoàng nhé. Bảo Hoàng để bảo vệ nhà vua, nhưng mà không phải, nói đùa vậy thôi. Tên anh là Bảo Hoàng thì Bảo Hoàng, bảo là bảo vệ, Hoàng là nhà vua, tức là Bảo Hoàng hơn vua đó. Thì anh phải học phần thứ hai, tức là khai phóng dân trí. Thì bây giờ anh nói tôi ngu thiệt, ai là tôi tối vậy, anh không dám nói ngu mà anh nói là tối tức là ngu. Nhưng mà anh theo học cái lớp này hết phần 2 thì anh sáng mắt anh ra. Và khi hết phần 2 thì anh mới có cái vốn. Và anh bước sang phần 3. Làm sao để xây dựng được một xã hội hài hòa ở dân tộc Việt Nam trong cái thế đứng của mình ở trên thế giới này. Và lúc đó các anh thấy nhiều thể chế. Đó là thể chế dân chủ, chế tài. Thì chắc là anh nghe nó cũng lấy làm lạ, dân chủ chế tài, là vì theo cái sự biến hóa của vạn vật và cái xã hội thì hết chế độ quân chủ nó đến chế độ dân chủ, hết chế độ dân chủ tam đại tam quyền phân lập đó, mà tôi gọi là dân chủ ỷ lại. Tại sao ỷ lại? Là vì người dân không có đặt chương trình, mà để cho các nhà chính trị gia, gia ứng cử viên, người ta đặt chương trình, và chương trình của họ là chương trình ngắn hạn. Thì bắt buộc chúng ta phải có chuyển sang chế độ dân chủ chế tài. Còn cái dân chủ ỷ lại nó có nhiều cái lỗi lầm, lỗ hổng. Ngày xưa thì không có, nhưng mà từ cái ngày có cái phát minh điện toán thì nó nhiều cái hở và không còn hợp thời nữa. Đó, thì các anh phải nhìn thấy nó như vậy. Bằng cớ ta nhìn thấy cuộc bầu cử với Mỹ đó, nó bị đánh xáo. Thế bây giờ cái chế độ chế tài, dân chủ chế tài đó, nó cho rằng dù anh có đánh tháo đến mấy chăng nữa, anh làm không được việc tôi cũng đã đi thành đi. Thành ra nó bớt gian lận đi. Nhưng mà cái chế tài nó cũng chỉ có tới một độ nào đó, khi mà văn minh nó tiến bộ lại phải thay đổi cái khác. Mà dân chủ chế tài đòi hỏi những điều kiện khác mà người dân phải có. Nó không giống như các cái điều kiện của dân chủ ỷ lại. Và nó cũng không giống cái điều kiện của quân chủ. Quân chủ cũng nhiều. Và chúng ta vẫn nói rằng chế độ phong kiến là cái anh Hồ Chí Minh anh ấy dốt. Cái nói thẳng anh dốt. Anh gộp tất cả mọi thể chế từ xưa đến nay thành thể chế phong kiến. Cái đó là láo.
Và chúng mình không biết, chúng mình cũng nói theo chế độ phong kiến. Tôi có hỏi mấy anh cán bộ cao cấp, thế giờ chế độ phong kiến là gì? Anh bảo chế độ phong kiến là vua quan, nên mà chế độ nào mà chẳng có vua quan. À, mà anh không biết chữ phong kiến là vì anh không không biết tiếng Việt. Cán bộ cao cấp nhá, ông ấy, mấy ông gọi là cố vấn chính trị của tòa đại sứ đấy, thứ nhất thứ hai thứ ba, mà ông đại sứ nói hỏi mấy cái thằng đó nó dốt ra nói đâu. Phong là cho, kiến là nhìn, tức là nhìn trên mảnh đất là cho chúng bay một nước để chúng mày quản trị theo cái kiểu của chúng mày. Cái đó nó chỉ có như thời nhà Chu. Thế thì cái phong kiến đó thì có người người ta mới nói rằng là cho một mảnh đất để anh xây dựng đất nước kiến quốc. Nhưng mà sự thực cái thì mỗi người nghĩ một cái khác, nhưng đại khái phong kiến nó chỉ có dưới chế độ nhà Chu. Thế bây giờ muốn cho cái cấp bậc thằng này to thằng kia, đất tốt đất xấu đó, thì nó phải đẻ ra mấy cái tước công hầu bá tử khanh. À, công chúa là con gái của ông công, chứ công chúa không phải là con ông vua. Bá tử khanh, bá chủ đó, là bá chủ thế giới đấy, không phải là công tử. Thật ra là người ta nói bá chủ thế giới đó là làm chữ bá đó đấy. Thì ra nhà Chu sau nó mới có gọi là ngũ bá tranh hùng ở phía bắc sông Dương Tử và nhị bá tranh vương ở phía nam sông Dương Tử. Thành ra cái đó phải nói đến lịch sử nước Tàu thì anh mới hiểu được, chứ mà bây giờ nói ra thì nó lộn tùng phèo hết, cái nọ nhớ cái nọ sang cái kia thì không tốt, cứ học từ từ. Vì vậy lớp học nó phải kéo dài là thế. Rồi quý vị có ai muốn lên phát biểu không? Tôi không thấy ai muốn lên phát biểu thì nói đi. À, anh Bảo Bình, cờ búa liềm là cờ quốc tế cộng sản, cờ đỏ sao vàng là cờ phúc kiến tàu nha. À, cái này là theo người ngày hôm nay người ta nói cờ búa liềm tức là cờ đệ tam quốc tế, tức là Đảng Cộng sản nó có họp đệ tam và đệ tứ đó. Cái anh đệ tam thì anh bảo là phải cộng sản nước Nga trước rồi từ nước Nga biến tới cộng sản thế giới, còn anh đệ tứ anh bảo là cộng sản thế giới trước cộng sản nước Nga sau. Thế anh cộng sản đệ tam quốc tế anh thắng, anh giết thằng Brokit. Cái chuyện cộng sản chỉ có gì chém giết, thì cờ búa liềm là cờ đại sàng của ta quốc tế, còn cờ đỏ sao vàng thì đúng là cờ của Đảng Việt Cộng, tay sai của đế quốc. Còn nó lấy ở cờ phúc kiến hay không thì có thể nó lấy ở cờ phúc kiến, mà có thể cờ phúc kiến với cờ nó giống nhau, nhưng mà canh đảng cộng sản địa phương anh nào chả có đảng kỳ, cờ đỏ sao vàng là đảng kỳ của Đảng Việt Cộng đó, nó không phải là quốc kỳ. Và nó đã nói rằng là nó là lệ thuộc của đệ tam quốc tế, nó là tay sai đệ tam quốc tế mà, cần gì mình phải 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 đi kiếm xa xôi để đánh lạc hướng. Có thể nó đánh lạc hướng, nó bảo cờ này cờ phúc kiến thì mình lạc chí đi, mình chỉ biết là Việt Cộng, cờ nó là cờ đỏ sao vàng và nó là tay sai của Đảng Búa Liềm thì chúng nó là một. Thì theo đệ tam quốc tế thì thằng Nga đi trước rồi thằng Việt Nam đi sau, là cộng sản đệ Nga trước rồi cộng sản thế giới sau. Thì thằng anh này cờ đảng là búa liềm, còn cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc Việt Nam. Làm gì có cờ tổ quốc Việt Nam là nền vàng chứ đâu phải nền đỏ. Ai làm chủ đất nước Việt Nam, người Việt hay là Đảng Cộng sản làm chủ? Thế vậy cái cờ chi nhánh thì một tổ chức bao giờ cũng vậy, có cờ trên cờ dưới. Thế bây giờ cái Cộng sản Việt Nam không có cờ, cờ anh là cờ gì?
Anh là một chi nhánh phải có cơ quan chứ. Từ ngày Cộng sản cướp chính quyền, cái này tôi đọc không ra. À đây, anh từ ngày Cộng sản cướp chính quyền đem đến biết bao hiện đã biết bao sự hủy hoại cho nền văn hóa Việt, còn Đảng Cộng sản còn sự anh Terry Nguyễn Chương anh nói rất đúng. Anh nói tôi hoàn toàn đồng ý. Từ ngày Đảng Cộng sản cướp chính quyền đem đến biết bao nhiêu sự hủy hoại cho nền văn hóa Việt, còn Đảng Cộng sản là còn sự hủy hoại, đúng. Thì chúng ta phải tiêu diệt nó. À, năm 1900, khi Pháp muốn đưa Bảo Đại quay về nắm quyền thì cờ tam tài, nhưng năm 51 thì ông sang Pháp là cái anh Trần Đình Song chỗ này thì tôi sẽ nói sau. Cái nhận định của anh không có đúng. Pháp cũng có đưa Bảo Đại về bao giờ hết. Người dân Việt đưa về và ông ấy lợi dụng, thì lúc bây giờ tôi mới minh oan cho cái sự hiểu nhầm, là vì cái điều mà anh nói đó là anh nghe Cộng sản nó nói chứ sự thực không phải. Ừ, dạ anh Trần Đình Song á, tôi nói nhá, năm 48 khi Pháp muốn đưa Bảo Đại quay lại nắm quyền thì cờ tam tài thì cờ tam thì những năm 51 thì ông sang Pháp lại quên cờ lấy vải vàng dán giấy bọc ba sọc, quên mất sọc đỏ ở giữa, là cái này là sai. Thì ngay như lá cờ cũng sai, ngay như cái hành động mà Pháp đưa Bảo Đại về cũng sai. Cái đó là theo theo cái vu oan giáng họa của bộ máy tuyên truyền Việt Cộng đó chứ, là vì Bảo Đại là ông ấy thoát ngục đấy, ông vượt ngục đấy, ông vượt ngục cộng sản rồi ông sang Pháp, rồi ông ấy đòi lại chủ quyền, và tại làm sao thằng Pháp lại phải chịu. Và cái người mà đuổi quân Pháp đi đó chính là quân đội Bảo Đại. Đuổi vào năm 1955 vào tháng 7 năm 1955, và cái người mà đuổi đi là quân đội quốc gia Việt Nam 80.000 người, mà trong đó có tôi. Tôi được bị động viên vào quân đội quốc gia Việt Nam để đuổi Tây đi vào năm 1953. Thành ra tôi biết, thành ra cái này thì anh Trần Đình Song phải suy nghĩ lại. Đương nhiên anh nói thì tôi cảm ơn anh, là vì anh có nói cái sai nhầm của anh thì tôi mới biết đường tôi chữa. Còn không thì anh cứ cứ ấp ủ cái nhầm của anh mãi thì không được. Nên là coi nào. Cái gì? Cờ đỏ một sao vàng, có khi nào Việt Nam sẽ trở thành tỉnh của Tàu không? Khi mà đảng cái cờ này mới lại trở về tỉnh của Vinh, anh ấy tư bản nó không có dính dáng gì đến lá cờ cả, nó dính dáng đến đường lối chính trị và nó dính dáng đến sự phản kháng của dân tộc Việt, chứ lá cờ nó không có dính gì cả, đừng đừng móc cái cờ đó vô. Vậy đó. Và nhận định anh đang tôi đọc đó, dân chủ hóa trong Việt Nam là từ thuyết Việt Nam sẽ thắng trong không phải anh Terry Nguyễn Chương, tức là cái cách lý luận của anh nó không, nó còn non anh, nhưng mà anh phát biểu thì tôi cảm ơn anh, là mình phải phát biểu ra thì mình mới biết mình non ở chỗ nào thì người ta mới chữa mình được. Thì cái này thủng thẳng tôi sẽ nói nhiều quá nó loạn nếu không nên. Dân chủ hóa cho Việt Nam là từ hệ thống phái, vì không dân chủ hóa mình đòi lại quyền sống. Thằng cộng sản thì thằng cướp thì nó sợ, nhưng mà ai dân chủ hóa mình đây? À, Việt Nam thắng Trung Quốc thì mình không thắng, nhưng mà nó không thâm lăng mình được. Mình muốn thắng mình cái này lại lại phải nói đến Bách Việt mới được, mà thắng Trung Quốc thế nào là Trung Quốc mới được. Tức là bạn hiểu cái chữ Trung Quốc khác tôi, bạn bạn hiểu thằng Tàu khác tôi, thì chừng này thì cái chỗ này tôi xin phép được móc lại để mà cái đầu óc mình nó khỏi phải lang bang. Là cái mảnh đất
Mà tôi đã nói trước rồi đó, chắc là bạn không có nghe rõ, không được cái đó. Người ta chia Á Châu làm ba vùng: Đông Á, Trung Á và Tây Á. Đông Á là từ hải đảo vào đến Duy Ngô Nhĩ đến Tây Tạng, rồi thì xuống Miến Điện, Thái Lan, ra đó gọi là Đông Á. Còn bên trong là Trung Á mới lại Tây Á. Tây Á tiếng người Pháp người ta gọi là Cận Đông, Trung Á là Trung Đông, Đông Á là Viễn Đông. Thế bây giờ Đông Á đó mình phải chia làm ba: Bắc, Trung và Nam. Chúng ta nói rõ như vậy. Bắc là từ Vạn Lý Trường Thành trở lên, Trung là Vạn Lý Trường Thành cho tới sông Tây Giang, Nam là từ sông Tây Giang xuống dưới. Để tránh cái sự ngộ nhận danh từ, người ta nói Bắc Đông Á gọi là Bắc Á Tây Á, Trung Đông Á, Trung của Đông Á thì gọi là Trung Á Tây Á, và Nam của Đông Á gọi là Nam Á Tây Á. Nam Á Tây Á nó chia làm hai phần, nó tức là từ sông Tây Giang, Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông cho chạy tới Thái Lan thì gọi là Nam Á lục địa. Còn Mã Lai, Indonesia, Philippines, Nhật Bản gọi là Nam Á hải đảo. À, thế ngày hôm nay cái đó người ta gọi là vòng đai Ấn Độ. Chúng ta phải nhớ, không có chúng ta lộ. Thế bây giờ cái Trung Á, Tây Á mình vẫn gọi là Đông Nam Á, tức là phía Nam của Đông Á, tức là Việt Nam chứ không phải là phía Đông Nam của Á Châu. Chúng ta hiểu lộn cái danh từ đó. Thì bây giờ mình nói cái về Trung Á Tây Á là cái vùng đất đó là vùng đất của người Ngô, người Sở, người Việt ngày xưa lập quốc đầu tiên, nên nó có nền văn hóa và nền văn minh thì người ta gọi là Trung Hoa. Hoa tức là đẹp, tức là cái cốt, cái lõi, cái đẹp đẽ thì nó nằm ở đó, nó phát xuất đầu tiên. Nhưng mà ngày hôm nay Trung Hoa nó không nằm ở đó, nó nằm bên Mỹ, nó nằm bên Nhật, nó nằm bên Đức. Thành ra là ngày xưa mà thì nó đúng. Đó là cái Trung Hoa, ý nghĩa nó như vậy. Thế cái thằng Tàu mình lập quốc, tất cả cái đó nó là 2879 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhớ nhá. Thằng Tàu nó từ Trung Đông nó đi qua, nhà Chu mới gọi là thằng Tàu. Nó là dân du mục. Nó đánh chiếm phía Bắc sông Dương Tử, là con cháu nhà Chu, con cháu tôi gọi con cháu Đế Nghi, thì nó đánh cái chỗ đó thì nó mới thành lập chế độ phong kiến. Lịch sử nó bắt đầu có năm 1046. Còn nhà Hạ, nhà Thương thì là dân du mục mà gốc nông nghiệp, thì lúc giờ lại phải học riêng. Nó lại thuộc về cái phần thứ năm cơ, chứ không phải chứ mà học nhiều quá nó lộn thì tôi chưa nói tới. Thế bây giờ đó, mà khi mà con Lã Hậu nó lên á, tức là năm 183 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, mà chồng nó là thằng Lưu Bang đó, nó chết năm 192, thì con Lã Hậu nó tiếm quyền, nó nhốt con vào tù, quần thần không công nhận, nó mới mở rộng chiến tranh để nó giải quyết vấn đề nội an của nó. Do đó nó mới đặt ra cái học thuyết thiên tử, nó là Trung Nguyên, tức là Tràng An là Trung Nguyên, là đất của chính giữa của nước Trung Hoa. Trung Hoa là nước Tàu, nước Tàu lúc đó nó chỉ có phía bắc sông Dương Tử chứ nó không có. Thế thì nó gọi là Trung Hoa là trung tâm tinh hoa của vũ trụ, rõ chưa? Trung tâm tinh hoa của vũ trụ nó mới là vũ trụ. Vì vậy nếu mà Bắc là Bắc Rợ, Nam là Nam Di, Tây là Tây Quế, phía Nam lúc giờ của Triệu Đà. Triệu Đà đánh cho nó vỡ mặt ra mới gọi là thằng Tàu, chữ Tàu nó ra đó. Vợ thằng Tàu là con Sẩm, con Sẩm là Lòa, vợ thằng Tàu là thằng Ngỗ, tức là giai cấp lãnh đạo của anh là những thằng Ngỗ chứ không phải dân Tàu nhá. Không có dân Tàu, dân Tàu nó là thần dân, chữ Tàu đây là chỉ giai cấp lãnh đạo. Ngày hôm nay mình nói
chứ tàu là mình chỉ người dân. Vì vậy khi mà mình chỉ người dân mình vẫn hỏi tàu nào, tàu Bắc Kinh, tàu Đài Loan, tàu Thượng Hải, tàu gì vân vân, thì tức là chính mình gọi chứ không phải chứ 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 không phải sử nó lo đó. Thế thì Triệu Đà đánh nó, Triệu Đà là người Việt nhé, người Việt có ngu thì có đúng là ta thắng thằng Tàu không. Và tới khi mà năm 82 mình mới đặt nó là thằng Tàu, thì năm 83 nó đánh ngược trở lại. Khi mình đặt thì ông Triệu Đà ông đánh thắng nó, bẻ gãy nó, và ông đặt là Triệu Vũ Đế, là ông sắp sửa mang quân đến đánh thằng Tàu. Thì lúc bây giờ thằng Tàu nó mới giết con Lã Hậu đi, và nó cho từ thái tử nó lên, thái tử nó xin lỗi và hòa, vì vậy không có chiến tranh nữa, không có, thì thằng Tàu nó mất với mình rồi đó. Đó là tới đó nhá. Và từ đó trở đi cái danh từ Trung Hoa không còn nữa, danh từ Tàu, danh từ Sẩm thì còn, danh từ Bắc Rợ, Nam Di mới lệ Tây Quỷ cũng không còn nữa. Là vì anh là kẻ bại trận, anh nói ra thì anh bắt đầu anh chọc tức người ta. Thế đây anh Tôn Văn á, là người Việt gốc, là người người Hoa gốc Ngô, gốc Việt, anh ở sinh ở Quảng Đông, Quảng Đông là nước Việt đấy, là con cháu cô đến á. Anh ấy đẻ ra cái chủ thuyết Tam dân 1911, anh ấy gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Cái chữ Trung Hoa của anh ấy là cái ý nghĩa là Trung Á Thế Á. Thế anh Mao Trạch Đông anh ấy đánh được rồi thì anh gọi cái Trung Hoa của anh ấy nó là ý nghĩa của con mụ Lã Hậu, hay có đầu óc xâm lăng, hai cái nó khác nhau đó. Cùng một chữ mà hai ý nghĩa nó khác nhau. Thế bây giờ tao hỏi thế nào là tàu, thế nào là Việt. Bây giờ cái tàu là mình hiểu ngày hôm nay nhá, chứ không phải là cái tàu ngày xưa nữa. Thì cái lục địa Trung Hoa đó, nếu mà đi xét xử đàng hoàng đó, thằng Tàu là thằng nhận ship, thằng Tàu ăn cắp văn hóa của thằng Việt như con rồng, như nhiều thứ lắm. Thì chừng nào nói về đoạn năm thì tôi mới có thời giờ tôi giải thích cho các bạn rõ ràng. Thế bây giờ đã thằng nhà Chu thì là Du Mục, đúng rồi, nhà Hán, nhà Đường là dân nông nghiệp biến thành du mục. Là vì khi cái thằng du mục nó tới đó thì nó tiêu diệt dân địa phương, nó ăn cắp văn hóa của dân địa phương, nó ăn cắp văn minh của dân địa phương, nó bảo đó là của tổ tiên nó đấy. Như anh Việt Cộng bây giờ anh lên đấy, tất cả các văn minh của tổ tiên mình nhà Trần trước thì anh ấy nhận là anh, mà sự thật anh là cái thằng mất gốc, anh đâu có phải là người Việt chính gốc. Mà khi thằng nhà Chu nó tới đó thì dưới bạo lực thì cái dân địa phương nó chỉ có ba cách. Cách thứ nhất nó vượt biên, nó chạy loạn là tị nạn, nó chạy đến nước khác. Cách thứ hai nó ở đó thì nó phải cắm đầu nó nghe, làm công cụ sản xuất, không có thì nó giết. Cách thứ ba nó phải biến chất để trở thành thành du mục. Nó giống như cộng sản ngày hôm nay thì mình nhìn thấy rõ. Giá mà không phải sống cộng sản thì tôi nói các bạn cũng còn khó hiểu. Khi cộng sản vào thì người dân Việt bỏ nước ra đi, cái người ở lại đó thì bắt buộc phải câm họng, nó bảo cái gì phải nghe, làm công cụ sản xuất, bất chất người, biến chất đi. Và cái thằng thứ ba nó muốn lợi dụng thời cơ đó, ăn trên ngồi chốc đó, thì biến thành cộng sản, tức là mất gốc. Thì cái anh nhà Hán á, cái nhà Tần thì nó nguyên gốc rồi, nó là du mục. Anh Hán là Hán Cao Tổ đó, anh Đường cũng vậy đó, và anh ấy là người Việt mất gốc, anh biến thành. Thế bây giờ nhà Nguyên, Hán, Đường, Tống, Tống là người Việt đấy chứ, Tống là Bách Việt, là người Ngô đấy, người Ngô đánh chiếm nước Tàu. Nhà Nguyên tức là Mông Cổ, Mông Cổ nó bên ngoài nó là ngoại xâm, nó thống trị nước Tàu và nó thống trị luôn cả là dân Việt. Cả phía nam sông Dương Tử là của người Việt, nó phía bắc sông Dương Tử là của người Tàu. Thế nhà Minh tức là Ngô đấy, Minh Thành Tổ là người Phúc Kiến, Ngô Thiệu Châu đấy, nó đánh luôn cả nước Tàu. Và nhà Thanh là ngoại chủng,
Mã Thanh, thằng nhé, thằng tàu đó nó có tự chủ bao giờ đâu, nó mất nước. Thế giờ thì mình học sử, mình nói rằng là mình đánh tàu thì tức là thằng Ngô đánh đấy, nhưng mà mình nói là mình bây giờ là mình giới hạn của mình là cái Giao Châu chứ không phải là phía Nam sông Dương Tử. Ngày xưa nước Việt lên tận phía Nam sông Dương Tử đó là Bách Việt, thì lúc giờ tôi sẽ giảng thích sau thì các bạn mới nhìn nó rõ được. Còn ngày hôm nay mình nói nước Việt là giới hạn là Giao Châu, tức là từ Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây gì đó về phía sau này, từ Cao Bắc Lạng về Vân Nam, thì chứng tỏ nhà Trần mình đánh được, tức là mình phòng thủ nó dễ, thằng Tàu không đánh được mình, không đánh được nước Giao Châu. Dù cái thằng Tàu đó là thằng Tàu ngoại chủng hay là thằng Tàu Bách Việt, tức là nhà Ngô từ phía Nam sông Dương Tử là người Việt, cái Giao Châu mình bảo vệ rất dữ. Thành ra là thằng Tập Cẩm Bình đừng có hy vọng nuốt Giao Châu. Thế mà thằng Tập Cẩm Bình đó, mà nó là người nào mới được, nó đâu phải là Tàu, gốc gác là đâu, có khi nó là người Việt, người Bách Việt đấy. Thành ra Bách Việt đã thống trị nước Tàu. Thành ra đừng lẫn cái những dân tộc sống ở trên Đông Á, tức là Bắc Á, Bắc Á Tây Á và Trung Á Tây Á, và cái mảnh đất Trung Hoa là Trung Á Tây Á, hai cái nó khác nhau, chúng ta lẫn lộn cái đó. Và một cái lẫn lộn nữa mà tôi cần phải nói đây thì chắc các bạn cũng không có nhớ cho lắm, nhưng mà từ từ cũng phải gợi nhớ ra, là vì một lúc không thể thay đổi cái não trạng nhầm lẫn của các bạn được. Cái tổ chức xã hội của người Việt nó khác tổ chức xã hội của người Tàu, ở đất Tàu, ở đất Hoa Lục ngày hôm nay đó. Cái người Việt mình tổ chức thì mình có tên nước là nước Văn Lang, có tên chủng tộc là chủng tộc Việt, có tên triều đình là triều đình nhà Trần, triều đình nhà Lý, triều đình nhà Lê, tên chủng tộc không thay đổi, tên nước thay đổi, tên triều đình thay đổi. Đó là cách tổ chức của mình nhá. Cái cách tổ chức này nó không phải là cách tổ chức của lục địa Hoa Lục ngày hôm nay. Ở Hoa Lục nó chỉ có tên nước, nó không có tên dân tộc, và nó cũng chẳng có tên triều đình. Tên nước thì nó thay đổi tùy Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa là tên nước chứ không phải tên triều đình. Chúng ta phải xác định rõ ràng Hán cả tổ nó đâu có, nếu mà tên triều đình phải là nhà Hán chứ, nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên thì phải là nhà Tống, mà nhà Đường là họ Lý, Lý Thế Dân á, thế nhà Đường là nhà Tống lại họ khác, nhà Nguyên là quân Mông Cổ chứ đâu có đâu 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 có phải là tên triều đình. Thế thành ra là bên Tàu không có tên triều đình và không có tên dân tộc, là vì nó là hợp chủng và tất cả người dân gọi là thần dân, người dân thần phục bạo chúa. Và chế độ ở bên Tàu là chế độ bạo chúa đó. Chúng ta nhầm cái chỗ đó, và nhân là chúng ta có loạn quạng, chúng ta sợ thằng Tàu. Sự thực thằng Tàu không mạnh, thằng Tàu có 1.400.000.000 người thiệt đấy, nhưng mà 1.400.000.000 thằng chống đối chế độ. Hồng Kông là một đấy, trông thấy á, mình gọi nó là Tàu nó bảo tôi đâu phải là Tàu. Đài Loan mình gọi là Tàu nó bảo ta đâu phải là Tàu. Tức là chính mình nhầm rồi tự mình hù dọa mình. Thành ra là tôi đồng ý với cái bạn nói rằng là thằng Tàu không đánh được Việt Nam, đúng, không đánh được Giao Châu, nhưng mà ngược lại dân Bách Việt đã từng thống trị người Tàu đó. Thành ra là chừng nào mà nói đến cái phần thứ năm, nói về lịch sử Hoa Lục, con người từ đâu mà ra, tôi phải đi từ đầu, không phải búng một cái mà tự nhiên là trên giờ rơi xuống đất thì có 1.400.000.000 người. Thằng Tàu đâu không có, nó phải tiến tới từ lúc hoang sơ, từ lúc chưa có con người cho tới lúc ngày hôm nay, nó xá độ nó biến như thế nào, thì cái đó là một cái mở mang kiến thức rất cần.
Nhưng mà phải nắm vững sau cái của mình đã. Khi mình biết rằng cái xã hội loài người nó biến đổi như thế nào, nó theo một quy trình nhất định, thì mình sẽ dự đoán là 200 năm sau hay 500 năm sau xã hội loài người sẽ biến đổi như thế nào, và con cháu mình phải ứng phó ra làm sao, và chúng ta phải trang bị cho nó cái tinh thần như thế nào. Đó. À, coi thế nào. Rồi, cảm ơn anh Terry Nguyễn Trung. Dương, trước hết chúng ta học học từ từ nhé, thì là vì chúng ta bị đầu độc rất nhiều. Tây nó đầu độc, Tàu nó đầu độc, Việt Cộng nó đầu độc. Thành ra là chúng ta phải từ từ chúng ta giải tỏa các cái ngộ nhận đó, thì chúng ta mới thấy cái hào khí của dân Việt bằng cỡ gần chúng ta nhất đấy, thế hệ quang trung đó. Ê, bác cho cháu hỏi, ông Hồ Chí Minh chết rồi mà sao người ta nói còn còn xác ông ấy ở Ba Đình, thì cái thằng Việt Cộng thì nó nói đó mà đừng nghe. Hồ Chí Minh thì bây giờ thì anh Trần Văn Cường, anh có biết tên thật thằng Hồ Chí Minh là cái gì không? Hồ Chí Minh là tên giả, nó chết đi rồi nó cho cái xác giả vô, nó cho thằng khác vô, mà đấy là Hồ Chí Minh mình cũng tin à. Thành ra đã đừng đừng có đi lang bang như vậy thì mình đáng chế. Nó sống rồi nó chết thì kệ nó, nhưng mà nó không phải là đại diện cho dân tộc mình, và con cháu nó cũng không phải là đại diện, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là đại diện cho dân tộc Việt Nam. Mình phải tìm cách truất phế nó đi, và muốn truất phế nó cái cách tốt nhất mà đỡ hao xương máu nhất là mở mang kiến thức cho những người hỗ trợ cộng sản. Họ cũng nhìn thấy lẽ phải, họ cũng có óc nhé. Tại vì tội nghiệp cho họ là họ theo học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nó như con ngựa bị bịt mắt lại. Thành ra bây giờ mình mở mắt cho nó ra, mới đầu nó choáng váng, nó không nhìn thấy. Nhưng từ từ nó sẽ nhìn thấy. Thành ra là chúng ta phải đặt cái vấn đề giáo dục là quan trọng. Nước nào cũng vậy, dân muốn người dân giữ nước thì người dân phải tinh khôn, người dân muốn tinh khôn thì phải giáo dục. Giáo dục đây không có nghĩa là học bác sĩ kỹ sư, mà giáo dục đây là học khoa học nhân văn Việt tộc, học làm người Việt tốt. Ta là ai và sống để làm gì? Chừng nào các bạn đi theo cộng sản, hỗ trợ cộng sản, các bạn đặt đúng được cái câu hỏi ta là ai, sống để làm gì, và các bạn giải quyết được cái đó, thì đó là các bạn sẽ sáng mắt, sáng lòng, và các bạn không phản bội Tổ quốc, và các bạn không phản bội dân tộc, các bạn không phản bội vợ con các bạn không phản bội tương lai của con cháu các bạn. Thì đấy là một cái điều mà cần phải làm, và cái thế hệ 45 thì Bạc Phước là không được học những cái đó. Còn thế hệ ngày hôm nay may mắn, mất nước, cay cú, chúng ta đi tìm lại lịch sử, chúng ta đi tìm lại cách sống của tổ tiên, chúng ta đi tìm lại triết lý của dân Việt, thì chúng ta thấy dân Việt hào hùng. Nếu nói không á thì mấy anh cộng sản nói, mà nói phép Marxist Lenin mới mới giỏi. Thế thì hỏi cái thời ông Tây Sơn á, hào khí thế này, quét sạch quân thù ra khỏi đất nước trong 5 ngày giống như quét đàn kiến, cũng là con người Việt, là tổ tiên chúng ta ấy. Và cái người đó là ai? Cái lính nó 80% là người ở Tây Nguyên, người Chàm, gốc Tây Nguyên, người Chàm mới ta còn giỏi vậy. Người Việt không nhẽ mình ngu hơn à? Đó, thành ra đi từ từ lịch sử quý vị sẽ ngỡ ngàng, và quý vị sẽ nhận chân thế nào là phải, thế nào là trái. Vì vậy tôi khuyên quý vị phải có tinh thần phục thiện, phải có đầu óc tự trọng và tinh thần cầu tiến. Chúng ta là người Việt ở thế kỷ thứ 21, chúng ta phải cố gắng sống làm sao cho có nền văn hóa thượng đẳng, chứ đừng sống cái nền văn hóa Tam Đại Bần Cố Nông là nền văn hóa hạ đẳng, hố sĩ hai ngăn, sưởng đái chuồng đẻ cho người ạ. Thì các cái danh từ đó ta phải bỏ. Đây, bây giờ Ngô Nghiệp, thưa giáo sư, làm cách nào để cứu lấy dân tộc Việt Nam mình? À đấy, thì bây giờ cái lớp này là lớp dạy các anh để tự cứu lấy. Thì nó có 6 phần. Ta không thể, bây giờ chưa hết là phải kết hợp dân tộc như bó đũa, muốn vậy thì phải lấy lại hào khí. Thứ hai là phải dạy cho người dân tinh khôn để tự họ bảo vệ lấy, tức là họ phải mở mắt ra nhìn tất cả. Và thứ ba là phải biết đường,
đấy nha, tức là học về chính trị. À. Rồi, có ai muốn lên phát biểu không? Và các bạn nhớ rằng đây là cái lớp mình học làm người Việt nhé. Mình học làm người Việt chứ không phải mình học làm tôi ngoại cho người khác à. À, Tigon Lê. Giáo sư nói việc Hồ Chí Minh bán Phan Bội Châu cho Pháp như thế nào thì nên thì tôi chỉ nói tạo. Ông Phan Bội Châu thì được trao giải thưởng Pháp. Nó trao giải thưởng thì hôm đó Hồ Chí Minh nhập nhằng đi vào họp đảng phục quốc của ông Phan Bội Châu. Thì ông Phan Bội Châu lúc đó ông ở Bắc Kinh, thì có cái ngày lễ của cái ông Phạm Hồng Thái đó thì phải về tham dự, thì nó mới báo cho người Pháp biết đường đi của ông Phan Bội Châu đi tàu tới đâu tới đâu tới đâu tới đâu đó. Thì khi khi tàu nó tới biên giới tô giới đó của người Anh đó thì thằng Pháp nó bắt cóc rồi thì nó bắt nhốt trong tàu nó giải về Việt Nam. Thì Hồ Chí Minh có nói rằng bây giờ phải bắt Phan Bội Châu chỉ điểm đi, điều thứ nhất mình có tiền để cho cái đảng mình nó lên, điều thứ hai là khơi động người dân lên về tình yêu nước. Mà Phan Bội Châu bị bắt rồi thì mình hết cái lòng yêu nước đó, nó trở về đảng mình. Thì đó là Hồ Chí Minh bán. Thì cái điểm này mà nó là một bài viết rất rất dài chứ không phải nó đơn giản như vậy. Và Hồ Chí Minh đi về đó thì toàn quyền Pháp mới thay đổi và người dân mới cho người dân biểu tình tha, gọi là ấn xá. Thì đó là nó bắt chẳng được, nó tha làm phúc. Thế thì nó bảo là nhờ người dân xuống đường biểu tình nên tôi mới ân xá vân vân. Thì cái đó thì bây giờ các bạn vào web các bạn lấy cái chuyện Phan Bội Châu thì các bạn biết, hay các bạn đọc cái cuốn mấy cuốn sách của cụ Phan Bội Châu nói Phan Bội Châu tự phát đó, ông ấy viết rất nhiều thì ông ấy nói rõ hơn. Thì tất cả cái điều đó thì là tôi nói là nó theo cái cuốn Phan Bội Châu tự phát. Thì cái đó thì tôi không biết gì rõ lắm. Thì các bạn cứ vào internet thì các bạn lấy tất cả các cái bài đó về 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 mình đọc mình suy nghĩ. À, bây giờ anh Quang Nguyên anh nghe Nguyễn Lăng có Quang Nguyễn. Vâng, thì anh Quang Nguyên chat lên tôi coi. Tôi mới cho anh lên được chứ. Chat chứ ok, tôi mới cho lên được chứ. Rồi tôi không nhìn thấy đâu hết, không cho anh lên được. Quang Nguyên nào cũng được, cho coi nào, Việt Nam mình có hai Quang Nguyên, nhưng mà không thấy anh Quang Nguyên nào giơ tay lên, là sao tôi nói cho được. Tôi già thì anh nhìn cũng hơi chậm. Anh Nguyễn Chương, Đảng Cộng sản là nơi quy tụ của những con người không có nền tảng đạo đức. Việt Nam còn Đảng Cộng sản cai trị thì nghèo, tự do dân chủ đem lại văn minh thịnh vượng, đúng. Thì con người Cộng sản nó chủ trương là thế. Nó chủ trương tam đại bần quân đông, chí phú điều hào đào tận gốc, chốc tận rễ. Thành ra là mình có nói chuyện với đảng viên Cộng sản, mình nói chuyện với con người tam đại bần quân đông thì cũng khó nói. À. Thôi nếu không có bạn nào lên thì chúng ta nghe một phần nhạc đã, rồi thì chúng ta tạm chia tay và chúc các bạn ăn Tết cho ngon, cho vui vẻ. Chúng ta sẽ nghỉ Tết tuần sau là 12, thứ sáu 12 thì là chúng ta nghỉ Tết.
chúng ta nghỉ Tết và chúng ta trở lại vào ngày thứ sáu 19, chúng ta sẽ học ngày 19 chúng ta sẽ học và ngày 20 nhớ rằng chúng ta có diễn đàn tha hồ nói chuyện, và diễn đàn này không phải của tôi, người khác người ta điều động. Thì quý vị muốn nói về lịch sử, muốn nói về cái gì tha hồ mà nói, làm với điều kiện làm sao mà phục hồi lại hào khí của dân tộc như thế hệ Quang Trung. Rồi, thế bây giờ ta mới nếu quý vị không có cái gì nói thì thôi. Vâng, thì bây giờ chúng ta nghe một bản nhạc trước khi chia tay. Bác cho con hỏi. À, anh Quang muốn lên lên đi. Mà tôi không thấy ai để ok. Anh nào muốn lên phải để chữ ok thì tôi mới biết. Còn không thấy. Tôi không thấy. Tại kỹ thuật của tôi giỏi quá. Tôi không thấy. Thôi thì ta nghe nhạc cái rồi ta chia tay vậy. Nhìn đã. Nền tảng xây dựng xã hội của cố tổng thống Ngô Đình Diệm là gì? Tức là tự lực tự cường, tự trọng cầu tiến qua cái ấp chiến lược và học thuyết cà lao nhân vị. Ấp chiến lược là ấp bảo vệ chiến lược tự chủ chứ không phải chiến lược chống cộng sản trong Mỹ nó hưởng. Và học thuyết cần lao nhân vị là tự mình cố gắng để làm cho mình thăng tiến bằng người. Đó, đại khái nó như vậy. Còn chừng nào mà nói rõ về cái đó thì tôi sẽ phân tích ở phần thứ ba. Thì chúng ta sẽ cần cái đó. Và cái này thì cũng là ông Quang Trung đã làm. Ông Trần Hưng Đạo đã làm. Nhưng mà mỗi người làm theo một kiểu khác. Cái thời ông Trần Hưng Đạo khác với thời ông Quang Trung khác. Và thời nhà Lý nó khác. Tức là ông theo cái kế hoạch của nhà Lý, nhà Trần và nhà Tây Sơn. Nhưng mà không phải tự ông theo đâu. Ông ấy sáng tạo ra nhưng mà cái sáng tạo nó như vậy. Và tôi cũng sáng tạo ra con đường này, cứu nguy dân tộc và nó cũng đi theo một con đường đó thôi chứ không không cần phải bắt chước, là vì nó có một con đường sẵn rồi. Thành ra là cái đó là rất quan trọng, thì chúng ta phải nắm vững phần 1, phần 2, tức là khơi động lại dòng máu Việt trong con người Việt để có hào khí dân tộc thì mới kết hợp được. Và thứ hai nữa là kết hợp rồi thì phải mở mang kiến thức, tức là khai phóng dân trí. Khai phóng dân trí đây là về khoa học nhân văn chứ đừng, tức là học làm người, ta sống để làm gì, ta là ai và sống để làm gì, chứ không phải là học được kiếm gạo. Học được kiếm gạo gọi là khoa học thực dụng. Thì đó, thì ông Ngô Đình Diệm mình sẽ nói phần thứ ba nó rõ hơn. Chứ ở đây mình từ từ, đây là tôi mới gây vốn cho các bạn này. Vâng, thế thì giờ thì không có ai lên, ok vậy thì thôi. Ai muốn lên thì bấm ok, không có thì thôi, bây giờ ta lại nghe nhạc tiếp. Hãy
xong bản nhạc này thì chúng ta chia tay và hẹn nhau ngày 19 tháng 2, tức là sau Tết. Và chúc các bạn ăn Tết cho ngon, gia đình cho ấm cúng. Tề Bình Nguyễn Trung hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng nước Việt Nam trên nền tảng gì? Thưa giáo sư, trên nền tảng mất gốc, vô gia đình, vô tổ cáo, vô tôn quốc, nói rõ hết rồi. À, thành ra nếu còn Đảng Cộng sản thì không còn dân tộc Việt Nam. Còn anh Nguyễn Hồng Nhật, sao anh chủ quan thế? Xin hỏi dân tộc bây giờ làm gì mà phải cứu nguy? Thế cái bạn không nhìn thấy dân tộc đi làm đĩ điếm cả thế giới à? Không thấy nhục à? Đấy là một điểm thôi. Đất nước tanh banh, không còn cái gì cả. Người dân không có quyền sống. Nhà đang ở nó đến nó đuổi đi. Thì bao nhiêu những yêu nước thì đi tù. Thì đấy, Việt Nam có nhiều các cái cần phải giải cứu chứ. Rồi, bây giờ thì thôi không trả lời nó nào. Lần sau trả lời. Ta tắt diễn đàn ở đây, kết thúc.